Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm kỳ rồi chúng ta đã học lỡ dở cái phẩm đốn tiệm thứ 8. Hôm nay chúng ta học tiếp ở phần còn lại. Chúng tôi đọc chánh văn trước, có gì cần giảng chúng tôi sẽ giảng sau. Tăng Chí Triệt, quê ở Giang Tây, họ Trương, tên là Hành Sương. Thuở nhỏ là một hiệp khách, từ khi chia ra hai tông Nam Bắc, hai vị tông chủ quên cả bỉ thử, nhưng đồ chúng tranh khởi yêu ghét. Khi ấy đệ tử của Bắc Tông tự lập Ngài Thần Tú làm tổ thứ sáu, mà kỵ Lục Tổ Huệ Năng được truyền y. Mọi người đều nghe nên mới dạy Hành Sương đến ám sát Lục Tổ. Tổ trong tâm dự biết được việc ấy nên liền để 10 lượng vàng dưới tòa. Khi ấy ban đêm Hành Sương vào trong thất tổ, toan muốn hại tổ. Tổ đưa cổ cho chém, Hành Sương liền quơi kiếm 3 lần, thải đều không thương tổn. Tổ bảo kiếm chánh chẳng tà, kiếm tà chẳng chánh, chỉ nợ vàng của ông, không nợ mạng của ông. Hành Sương hoảng hốt té xỉu, giây lâu mới tỉnh, cầu xin sám hối, liền nguyện xuất gia. Tổ liền cho vàng và bảo ông hãy đi, e đồ chúng ở lại trở lại hại ông. Một ngày khác ông có thể đổi hình dáng mà trở lại đây, tôi sẽ nhận ông. Hành Sương vâng lời dạy, nửa đêm trốn đi. Sau khi theo tăng xuất gia thọ giới cụ túc, tinh cần tu hành, một hôm ông nhớ lại lời tổ, từ xa đến lễ ra mắt tổ. Tổ bảo tôi nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Hành Sương thưa, trước nhờ hòa thượng xá tội, ngày nay tuy xuất gia khổ hạnh, trọn khó đền đáp ân đức, đâu mong được truyền pháp độ sanh ư. Đệ tử thường nghe kinh Niết Bàn, chưa hiểu được nghĩa thường và vô thường, cúi xin hòa thượng từ bi vì lược giải nói. Cái đoạn đầu của Ngài Chí Triệt, chúng ta thấy một điều rất lạ là người xưa cho rằng cái người tu thiền ngộ tánh thì chỉ biết tánh thôi, không biết chuyện gì khác. Nhưng đây chúng ta thấy Lục Tổ sau khi ngộ tánh rồi đã trải qua nhiều năm sống trong rừng, tức là Ngài chưa có một lần tọa thiền. Đây là điều chúng ta phải thấy nha. Và ai tọa thiền thì đều bị Lục Tổ chọc ghẹo hết. Lục Tổ có lần có tăng tọa thiền, Ngài lợi Ngài xua, Ngài không cho tọa thiền. Và những người mà như chúng ta hiểu bình thường á, tọa thiền nhập định á, thì mới có thần thông ha. Nhưng đây Lục Tổ Huệ Năng ta thuộc cái dạng rất là đặc biệt. Có nghĩa là Lục Tổ từ ngày mà biết Đạo Phật tới giờ này thì theo lịch sử là Ngài chưa từng ngồi thiền một lần nào, có nghĩa là chưa từng một lần nhập định. Đây là điều chúng ta phải biết nha. Lục Tổ chưa từng có một lần lên Bồ Đoàn ngồi thiền như chúng ta. Nhưng mà kể từ ngày Ngài ngộ tánh, Ngài sống bằng tánh thì lục căn hoàn toàn thanh tịnh. Đây là chỗ tuyệt vời của người tu thiền. Vì người tu thiền mà chưa ngộ tánh thì chúng ta không bàn. Có nghĩa là lúc đó tâm mình giống như tất cả những người phàm phu khác, thấy duyên vẫn dính mắt, nghe âm thanh chúng ta vẫn dính mắt. Nhưng ngược lại người thấy tánh rồi thì nó khác hơn với một người bình thường. Nghĩa là một phen thấy tánh rồi thì ngay khi đó lục căn hoàn toàn thanh tịnh mà không cần phải tu bất kỳ một pháp nào. Chúng ta phải hiểu điều này, chứ đừng nghĩ người hiểu ngộ tánh là phải tu như thế này, phải tu như thế kia, gọi là phải kiến tánh mới khởi tu. Đây là một điều rất lầm lẫn của người ta hiểu về đạo lý nhà thiền. Cho nên tại sao tất cả các thiền sư đều mong muốn đệ tử ngộ thiền, mà cái lý do thì không nghe các vị thiền sư nói với chúng ta. Cái nghĩ ngộ tánh là xong. Nhưng mà thực sự tất cả những người mà triệt ngộ tự tánh đều từ đó về sau lục căn hoàn toàn thanh tịnh. Vì họ đã sống bằng tánh thì họ gần như mang cái thân ngũ uẩn để mà đi sống còn lại, cái phần còn lại cái nghiệp của đời này mà thôi.
Chứ một phen đã ngộ tánh rồi là lúc đó ngũ uẩn đã hoàn toàn không. Khi ngũ uẩn không thì sắc thọ tưởng hành thức nó đã là không, đã là không hoàn toàn. Thì lúc nào người đó cũng không ngũ uẩn đi vào cuộc đời, hoàn toàn không có cái chuyện mà vướng mắc. Thức không còn có thấy tất cả các pháp để phân biệt có không hay dở, buồn thương giận ghét nữa. Mà cái thức không còn phân biệt nữa thì cái hành cũng không còn có cái chỗ để mà vướng mắc, để tạo thành ý chí hành động theo cái kiểu phàm phu tục tử nữa. Do vậy thẩm sâu là một người đã ngộ tánh rồi thì hoàn toàn không còn vướng chuyện trần gian. Mà không vướng chuyện trần gian thì lục căn đã thanh tịnh. Mà người lục căn thanh tịnh thì tự động có thần thông. Đây là điều chúng ta phải biết. Người có thần thông là người hoàn toàn lục căn thanh tịnh. Còn một điều mà chúng ta phải biết thêm trong Phật Pháp, nếu một người mà có năng lực trước khi ngộ tánh, chúng tôi dùng từ năng lực nó khác với từ thần thông, có nghĩa là họ có khả năng làm được cái việc này việc kia, họ có khả năng là dời núi lấp biển, họ có khả năng biết chuyện quá khứ vị lai, họ làm được tất cả những cái chuyện như những người ngộ tánh làm. Nhưng hai người khác nhau ở cái chỗ là người này chưa ngộ tánh, vẫn có thần thông, nhưng mà với cái từ chuẩn nhất ở trong đạo Phật gọi là có thần lực mà thôi. Có khi chúng ta gặp một số người họ giống như bây giờ chúng ta thấy trong trong truyện Trai Vô Ký á, thì Ngô Thừa Ân nói rất rõ điều này, nghĩa là lúc mà con khỉ Tề Thiên đã được truyền pháp, đã được ngài Tu Bồ Đề truyền pháp, thì con khỉ Tề Thiên dùng ấn khế, tức là bắt ấn và trì chân ngôn. Và khi bắt ấn trì chân ngôn thì nó mới cân đấu văn nó bay được. Như vậy là lúc đó con khỉ Tề Thiên chưa phải là người ngộ tánh, vì sau đó nó mới lật ngũ hành sơn thì lúc đó mới được người ngộ tánh. Nhưng mà trước khi lật ngũ hành sơn là con khỉ đã nhận được chân ngôn và nhận được ấn khế để nó vận thần thông nó bay. Như vậy thì trước khi ngộ tánh người ta vẫn có thần lực, vẫn có thần lực nương nhờ một cái lực nào đó, ví dụ như nương nhờ câu chân ngôn, câu mật chú nào đó người ta có thần lực. Thì chỗ này không phải là chỗ chứng đạo theo kiểu của Phật Pháp, mà là có năng lực nửa đường. Có nghĩa là người đó có khả năng biến hóa phi hành giống như Tề Thiên, có khả năng làm được tất cả mọi chuyện, nhưng người đó chưa phải là người ngộ tánh. Cho nên nếu tất cả những người nào mà chưa ngộ tánh có năng lực trước, thì nếu mà cái duyên lành họ cạn mỏng, có khi họ chấp vào năng lực này, họ cho rằng họ chứng đạo, vì họ thấy họ hơn những người bình thường. Và thậm chí những người tu thiền chúng ta mà lúc chưa ngộ tánh, mặc dù trí huệ chúng ta khai thông, chúng ta chưa ngộ tánh thì họ vẫn coi thường. Nhưng mà những người mà ngộ tánh trong cái giai đoạn đầu, trong khoảng một vài năm đầu á, giống như trường hợp Lục Tổ Huệ Năng thì suốt 15 năm ở chung với thợ săn. Thì hồi trước chúng ta nói là khi mà vừa rời Hoàng Mai thì ngài lại dặn Huệ Minh là có chỗ dừng, không? Đến chỗ nào thì dừng, đến chỗ nào thì ẩn, vân vân. Thì như vậy là Lục Tổ chúng ta đã có chút đỉnh thần thông sau khi đã ngộ. Sau 8 tháng ở Hoàng Mai thì Lục Tổ đã có một chút biết chuyện quá khứ vị lai, do đó mới dạy ngài Huệ Minh đi chỗ này đi chỗ kia. Và sau 15 năm ở chung với thợ săn thì rõ ràng là chơi chung với cái người ác hoàn toàn, không có một cái câu đạo lý nào, chưa từng có một lần tụng kinh, chưa từng có một lần tọa thiền ha. Nhưng mà bắt đầu xuất hiện ra giang hồ rồi, tức là rời cái đám giang hồ đó ra thì bắt đầu là lên tòa thuyết pháp, không hề có một cái sự chuẩn bị nào cho tới giờ phút này. Thì càng lúc Lục Tổ Huệ Năng càng hiển lộ tất cả những cái năng lực Phật Pháp mình ra. Cho tới giờ phút này thì như cái kỳ trước chúng ta thấy là ngài Lục Tổ Huệ Năng nhiếp phục con rồng, phải không? Rồi nhìn thấy dưới đất có long mạch để cấm cái cây trượng cho đất nước trào lên để giặt lá y, vân vân. Thì tất cả những cái để chúng ta thấy rằng người tu thiền đến một cái độ nào đó, tức là sau khi ngộ tánh đến mức độ lục căn thanh tịnh hoàn toàn, thì người đó thấu suốt chuyện quá khứ vị lai, thì lúc đó được gọi là có thần thông. Tức là sau khi ngộ tự tánh rồi, sống trong tự tánh một giai đoạn thực sự thanh tịnh lục căn hoàn toàn, thì người đó có thần thông, chứ không cần phải do tu luyện. Rõ ràng nếu mà nói về công phu tu á, thì đời này, cái đời của Lục Tổ Huệ Năng là chưa hề có công phu gì so với mình. Nếu mà tính ra từ ngày mình biết đạo tới giờ mình ngồi thiền hơn Lục Tổ nhiều. Mình ngồi thiền hơn nhiều. Tại ổng chưa ngồi thời nào trên, theo lịch sử là Lục Tổ Huệ Năng chưa từng ngồi thiền nè, chưa từng tụng kinh. Thậm chí những cái chuyện lễ Phật thì trong cái lúc mà ngài Lục Tổ làm lễ thọ giới thì có lẽ là lúc đó có lễ Phật thôi. Chứ nếu mà nói về thời phá tụng niệm, thời phá tọa thiền thì Lục Tổ Huệ Năng ít hơn chúng ta.
Đây là điều chúng ta mới thấy. Cho nên nó có những cái nó thuộc về căn cơ trong Phật pháp, thì những công hạnh tu hành nhiều đời nghiệp kiếp đời này gần như họ không cần làm, nhưng mà họ đã phục hồi lại tất cả những năng lực cũ của họ. Những năng lực đó nó đã có từ nhiều đời nhiều kiếp trở lại đây. Cho nên nếu chúng ta nhìn ngang trong đời của Lục Tổ Huệ Năng mà chúng ta so sánh với Ngài để mình thôi mình không thèm tu thì nó cũng kẹt cho mình, phải không? Vì Ngài đã tu nhiều đời, và đời này trở lại thì tất cả những thành quả tu tập nó được sống lại do nghe một lời kinh. Ở trong cái kinh Kim Cang thì Ngài đã ngộ rồi. Tới giờ phút này chúng ta thấy là Lục Tổ hoàn toàn thấu suốt quá khứ vị lai. Nên là người ta khởi ý để giết Ngài, Ngài thấy rõ và đã chuẩn bị sẵn dưới pháp tòa 10 cây vàng. Tức là khi thấy người đến giết mình thì Ngài thấu được chuyện quá khứ vị lai, trong những đời kiếp trước mình nợ người ta cái gì, và chuẩn bị trả cái đó chứ không cho nó dây thêm. Đây là cái chuyện của các vị thánh. Chúng ta thấy rõ ràng trong lịch sử có những cái chuyện mà những cái vị tổ chúng ta mất. Ví dụ như Tổ sư tử bị chặt đầu, bị Vua Kế Tăng chặt đầu, và Tổ Quỷ Khả bị chết trong tù. Thì có đôi lúc chúng ta nghĩ trong cái chuyện mà nhân quả nhiều đời nhiều kiếp các vị phải trả, và phải trả rất là đủ với nhân quả đó. Nhưng riêng Lục Tổ Huệ Năng chúng ta thấy rõ, thấy thấu suốt. Cho nên chúng ta thấy thường những người ngộ đạo là không bao giờ để cho cái người đòi nợ dư thêm chút nào. Đây là cái chuyện rất đặc biệt trong Phật pháp nha. Thì bây giờ Lục Tổ Huệ Năng đã thấy suốt nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình với cái người hành xương này chuẩn bị tới giết ông, thì ông thấy rõ ràng là nhân quả những đời kiếp trước chỉ thiếu nợ tiền. Thì chuẩn bị 10 cây vàng vừa đủ cho mi đi thôi. Có nghĩa là tới đây mi đòi nhân quả cũ ta sẽ trả vừa đủ. Cho vậy mà Lục Tổ Huệ Năng dùng thần thông thứ hai, ngoài cái thần thông để biết quá khứ vị lai rồi, bây giờ thần thông thứ hai là biến thân mình thành kim cang, để cho hành xương là một hành khách, một kiếm khách mà chém 3 lần không đứt cổ của Lục Tổ. Đây là một cái chuyện dễ sợ. Thì sau khi mà hành xương đã quơ kiếm chém 3 lần rồi mà không tổn thương chút nào với Lục Tổ hết, thì Tổ lúc đó mới nói là kiếm chánh thì chẳng tà, mà kiếm tà thì chẳng chánh. Ta chỉ nợ ông vàng chứ không có nợ ông mạng. Tức là nợ của chứ, nợ tiền chứ không có nợ mạng. Lúc đó hành xương té xỉu liền. Chém 3 lần người ta không chết, mình té xỉu. Thì sau khi mà té xỉu rồi, tỉnh dậy dây lâu thì đòi xin xuất gia, thì Tổ biết. Tại vì thường ví dụ như ở đây mà đòi chúng ta là Phật tử thôi. Nếu người nào mà lại hơn thua với thầy trụ trì mà Phật tử chúng ta biết thì phải binh vực, phải không? Ở binh vực thì chắc chắn người đó không ở yên được. Lục Tổ biết được chuyện đó, tức là đồ chúng rất thương Ngài, mà nửa đêm vô hãm hại Ngài, mà khi mà chúng biết là cả như ông này không còn sống. Cho nên rồi Lục Tổ mới khuyên ông là nên đi sau này đổi hình tướng mới được quay lại. Có nghĩa là bây giờ là cư sĩ nhưng mà sau này xuất gia mới được quay lại. Đây là điều để chúng ta thấy là một người tu thiền thấy nó rất là bình thường. Đối với Lục Tổ Huệ Năng là không có tọa thiền, không có tụng kinh, không có làm gì hết. Nhưng mà với cái làm của Ngài, mình không biết bao nhiêu kiếp mới làm được một giây như Ngài. Đây là mặc dù không làm theo cái kiểu hình tướng phàm phu của chúng ta, nhưng bên trong của Ngài chưa hề có một lần bị dính mắc sau lần Ngài ngộ tánh. Đó là điều chúng ta phải hiểu. Tức là Ngài luôn sống an trú ở trong tự tánh, từng giờ, từng phút, từng giây, không có một kẻ hở nào. Do vậy mà vừa có một cái sự động đậy trong pháp giới mà liên hệ tới Ngài, Ngài biết liền. Ví dụ như mặc dù trong đời Ngài Lục Tổ Huệ Năng không nói gì, nhưng mà có lúc á, chúng ta thấy có ai vừa có một cái tác ý tới Ngài thì Ngài liền biết. Cho nên ở bên phía đệ tử của Ngài Thần Tú có tác ý muốn hại Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài Lục Tổ Huệ Năng thấu suốt liền. Đây chúng ta thấy thêm một cái điều là một người ngộ tánh khi nhập trong tự tánh rồi thì khắp pháp giới này, nếu thực sự người ở trong tự tánh, khắp pháp giới này có một cái sự động đậy nhỏ người đó đều biết. Và cái sự động đậy đó có liên hệ tới mình thì cũng phải thấu suốt hoàn toàn, chứ không phải biết một cách bình thường nữa, mà thấu luôn cho tới cái nhân quả ba đời, để khi mà có một người chuẩn bị tới để hãm hại thì Ngài biết rõ ràng là nhân quả mấy đời trước là chỉ thiếu nợ tiền thôi. Đó là cái điều để chúng ta phải thấy. Khi một người ngộ tánh thì gần như thấu suốt quá khứ vị lai. Đó là chỗ để chúng ta biết thêm, chứ không phải ngộ tánh một cách bình thường để rồi biết, chỉ biết là cái biết mình nó không có động, cái nghe mình nó không có động, vân vân. Thì cái đó là cái của cái người chưa có phải là người vượt qua cái thân căn ngũ uẩn. Khi một người vượt qua thân căn ngũ uẩn rồi thì họ đã thấu suốt chuyện quá khứ vị lai, và thân lúc đó được mình làm chủ, biến cái thân vật lý bình thường này thành thân kim cang bất hoại mà hành xương không thể chém được.
Đây là cái điều đặc biệt, không phải là vận khí công như như tất cả các môn phái khác, mà dùng cái tâm lực, dùng định lực. Mà định lực này chúng ta nhớ như cái thời ngài Đại Trí Xá Lợi Phất của chúng ta. Thì cái thời ngài Đại Trí Xá Lợi Phất có một lần ngài nhập định á, ngài nhập định thì có một con quỷ dùng cái tay nó để đập lên đầu ngài Xá Lợi Phất. Và lúc đó ngài Mục Kiền Liên đứng bên đỉnh núi bên kia thấy rất là dễ sợ, vì con quỷ đó có thể nó đập một cái là nát cái núi. Nhưng mà nó đánh ngài Xá Lợi Phất ba lần, ngài Xá Lợi Phất không có chuyện gì xảy ra hết, trong lúc ngài Xá Lợi Phất đang nhập trong đại định. Đang nhập trong đại định. Như vậy là chúng ta thấy cái định lực ở trong Phật Pháp, mặc dầu cái tâm không khởi niệm, không có gì hoàn toàn, nhưng mà thân trở thành kim cang bất hoại. Tức là trong lúc mà tất cả những người tu đúng với đạo Phật mà nhập định rồi, thì cái vật lý trần gian không khuấy phá được người đó. Đó là điều chúng ta phải hiểu. Còn ở đây ngài Lục Tổ Huệ Năng chúng ta không hề nhập định luôn. Cái định của tự tánh nó khủng khiếp ở cái chỗ này. Tức là không phải nhập xuất như cái kiểu của ngài Xá Lợi Phất trong thời Đức Phật nữa. Ngài vẫn đứng trơ trơ đó, nhưng mà dùng cái lực định đó biến thân này trở thành kim cang bất hoại, cho nên cái kiếm chém không đứt. Cho nên lúc này toàn thân của ngài Lục Tổ được sống như thế nào đó do cái tự tánh lưu sức. Tức là từ đó ngài tác ý cái thân như thế nào thì thân sẽ như thế đó sau đó. Vì vậy chúng ta biết thêm, ngoài cái chuyện mà biến thân thành kim cang bất hoại rồi, và điều thứ hai nữa là gì? Làm chủ được thân xác này trên tất cả mọi tình huống. Chúng ta hiểu thêm điều này. Tức là một người ngộ tánh rồi là tuyệt đối không còn có cái chuyện bệnh tật xảy ra. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải biết. Tại vì một người đã làm chủ được thân căn thì người đó mới ngộ tánh. Người ngộ tánh thì người làm chủ được thân căn. Do vậy mà thân này khỏe, muốn khỏe thì nó khỏe, muốn đau thì nó phải đau. Và muốn nó không đau là dứt khoát nó không bao giờ đau. Đó là cái chuyện của người ở trong tánh. Chứ nếu mà một người ngộ tánh, chúng ta thấy cái thân còn phải bị đau, bị bệnh, thân phải bị mất tự chủ thế này thế kia trong cuộc sống này, thì biết rằng người đó chưa phải là người sống thuần thục trong tự tánh. Vì một người sống thuần thục trong tự tánh là người làm chủ hoàn toàn thân căn ngũ quẩn này. Mà khi đã làm chủ hoàn toàn thân căn ngũ quẩn này thì muốn thân không bệnh, chuyện đó là chuyện rất là nhỏ, đúng không? Thậm chí cái chuyện mà muốn biến thành kim cang bất hoại cho người ta chém không đứt còn được, huống chi cái chuyện bệnh hoạn. Soàn soàn. Cho nên những vị thiền sư thực thụ đã triệt ngộ rồi là những vị đó dứt khoát không bao giờ có chuyện bệnh. Và thậm chí có chuyện muốn chết giờ nào chết, muốn sống giờ nào sống. Tức là họ làm chủ hoàn toàn thân xác đến cái chừng đó thì mới là cái người ngộ tánh. Còn người mà không ngộ tánh, muốn chết chết không được, và muốn sống trở lại sống không được. Có những cái chuyện của thiền sư chúng ta đọc chúng ta thấy nhiều. Có những vị mà muốn chết bất kỳ kiểu nào, như ngài Đặng Ấn Phong muốn chết lộn ngược là ngài lộn ngược hay chết, phải không? Không cần phải ngồi bình thường, không cần phải nhập định một cách bình thường nữa. Thì đó là điều để chúng ta thấy cái năng lực của tất cả những người mà tu thiền ngộ tánh rồi thì họ có đều có năng lực đó. Một người sống tu tự tánh, từ tự tánh sanh ra tất cả các pháp, do đó tự tánh làm chủ được tất cả các pháp này. Người sống tu tự tánh thì làm chủ được cuộc sống của mình và làm chủ được cuộc sống chung quanh. Thì đó là cái năng lực của người ngộ tánh. Và Lục Tổ chúng ta đến mức độ này thì ngài đã quá thuần ở trong tự tánh rồi, cho nên rồi thân căn ngũ quẩn của ngài, ngài tự điều động kiểu nào nó sẽ thành kiểu đó. Vừa tác ý nó thành kim cang bất hoại là nó thành kim cang bất hoại liền. Và điều thứ hai nữa là chúng ta thấy chỉ có những bậc thánh mới có cái khả năng thương người đến cái độ mà chúng ta không thể tưởng nổi. Giờ ví dụ như mình nói mình tu giỏi, mình ngồi thiền mình nhập định một lần 5-7 ngày, nhưng bây giờ nếu có một người tới hại mình á, nếu mình tha cho họ lần đó nhưng mà trong lòng mình còn giận không? Chưa chắc là chúng ta hết giận, phải không? Nhưng mà một câu nói của Lục Tổ nói khi hành xương quay trở lại, chúng ta thấy đầy lòng từ bi. Chỉ có thánh mới có thể có khả năng này. Nói là tôi nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Tức là khi đã lại chém đầu mình mà không chết, mà ngài còn thương, thương là bảo đi để cho người ta không tổn hại ngay lúc đó rồi, và sau đó vẫn còn nhớ thương người đó, quay lại để độ người đó nữa. Đây là phải nói là những vị thánh, chứ không phải là một người phàm tình có thể có được cái năng lực này. Chỉ có một người thánh khi người ta giết mình, giết không được mình thương họ. Chứ còn phàm phu thì đụng tới thân mình một cái là khó yên, phải không? Đụng kiểu nào cũng phải chết nữa. Ăn miếng là phải trả miếng liền. Với chúng ta chỉ cần nói hơn chúng ta một câu thôi, là nếu mà mình không nói hơn được là mình ăn không ngon ngủ không yên với người đó rồi. Qua cái biểu tượng này để chúng ta thấy rõ ràng là Lục Tổ chúng ta thực sự là một vị thánh tăng. Cho nên mới có cái tâm từ đến độ mà người ta tới giết mình rồi, nhưng phải chờ, đợi, phải mong mỏi họ quay lại để độ họ. Thì đó là cái điều để chúng ta thấy rõ ràng là một người khi ngộ tánh là hết đi nhân ngã bỉ thử, hoàn toàn không còn ngã chấp nữa, thì người đó mới có cái cuộc sống trọn vẹn như thế này.
Thì khi hành xương trở lại và xin lục tổ giảng dạy cho cái nghĩa vô thường ở trong kinh Niết Bàn, thì tổ lúc này mới bắt đầu dạy: vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác vậy. Hành xương thưa rằng: hòa thượng nói pháp rất trái với văn kinh. Tổ bảo: ta được truyền tâm ấn của Phật, đâu dám trái văn kinh Phật. Hành xương thưa: kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho tới bồ đề vô thường mà hòa thượng lại nói là thường, đây tức là trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ. Tổ nói: kinh Niết Bàn thời xưa ta có nghe Ni Vô Tận Tạng đọc một lần, liền vì bà giảng nói không có một chữ, một nghĩa nào không hiệp với văn kinh, cho đến vì ông nói cũng trọn không có. Hai, thuyết. Hành xương thưa: học nhân thức lượng cạn tối, cứ mong hòa thượng lượng theo từ bi mà khai thị. Tổ bảo: ông biết chăng Phật tánh nếu thường, lại nói gì là các pháp thiện ác, cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm bồ đề, nên tôi nói là vô thường. Mà chính là đạo chân thường của Phật nói: lại tất cả các pháp nếu là vô thường, tức mỗi mỗi vật đều có tự tánh, dung thọ sanh tử mà tánh chân thường, có chỗ bất biến, nên tôi nói thường chính là Phật. Nói nghĩa chân vô thường: Phật xưa vì phàm phu ngoại đạo chấp thường, còn các hàng nhị thừa mà chấp vô thường, cộng làm tám thứ điên đảo, nên trong giáo lý liễu nghĩa kinh Niết Bàn, phá thiên kiến kia mà hiển bày chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ông y theo lời nói mà trái với nghĩa, dùng đoạn diệt vô thường mà xác định cái tử thường, là lầm hiểu lời nói màu nhiệm viên diệu tối hậu của Phật. Dù có đem 1000 biến kinh thì có lợi ích gì? Hành xương bỗng nhiên đại ngộ, vị liền nói kệ: vì giữ tâm vô thường, Phật nói có tánh thường, không biết được phương tiện như ao xuân mò gạch. Nay tôi tặng thi công mà Phật tánh hiện tiền, không phải thầy trao cho, tôi cũng không sợ đắc. Đoạn này với chúng ta, nếu mà chúng ta học theo kiểu bình thường thì mình nghe cũng chịu không nổi với cái lối dạy của lục tổ luôn. Tại vì tất cả các pháp thế gian là vô thường, từ xưa văn kinh đã từng nói như vậy, và chính trong bản kinh Niết Bàn Đức Phật cũng nói như vậy luôn. Ở đây nhưng mà tổ bảo là vô thường tức là Phật tánh, vô thường là Phật tánh, tức là cái hữu thường tức là tâm phân biệt tất cả các pháp. Hành xương vừa nghe xong là té ngửa liền, phải không? Nó nghịch lý. Từ xưa giờ chúng ta nghe là tất cả các pháp thế gian là vô thường, tự tánh chúng ta là thường, tức là tự tánh chúng ta là cái Phật tánh, mà Phật tánh thì không hề thay đổi, không từng sanh, không từng diệt, là cố định như vậy. Còn tất cả cái chúng ta thấy được, chúng ta nghe được, chúng ta biết được, nó là vô thường. Điều này thuận với lý vô cùng, đúng không? Và rõ ràng là từ xưa giờ ta đã từng hiểu như thế này. Nhưng bây giờ lục tổ lại nói nghịch lại, tổ nói là vô thường tức là Phật tánh, tức là tất cả các pháp thế gian này nó là Phật pháp, còn cái mà thường tại kia là cái sự phân biệt tất cả các pháp, là tâm phân biệt tất cả các pháp. Điều này chúng ta phải vượt qua cái tầm ý thức một chút, chúng ta mới có thể tiếp nhận được cái chỗ này. Chứ nếu không, chúng ta hiểu theo cái thói thường từ trước đến giờ, tức là hiểu theo cái tâm phàm phu của chúng ta, thì tất cả các pháp mà chúng ta thấy nghe hay biết, nó là vô thường, đúng không? Nó là vô thường. Mà rõ ràng đó là các pháp thế gian. Và nếu chúng ta còn dùng cái đầu của thế gian để chúng ta thấy tất cả các pháp, thì rõ ràng tất cả các pháp là vô thường. Ví dụ như nãy giờ chúng ta nói, thì tất cả những tiếng nói không còn thì tiếng nói ra vô thường, phải không? Rồi những âm thanh, những cái hình sắc mà chúng ta thấy được nó luôn thay đổi thì nó là vô thường. Và tất cả những cái mà mũi chúng ta ngửi được, thân chúng ta thúc xúc chạm được, nó có rồi nó mất, thì tất cả cái đó đều là vô thường. Nhưng bây giờ lục tổ nói đó chính là Phật tánh. Chúng ta tin nổi không? Đó chính là Phật tánh. Tức là tất cả vô thường tức là Phật tánh. Thì bây giờ lục tổ nói là tất cả những cái mà thấy nghe hay biết chúng ta, nó chính là Phật. Người nào mà nhận được tên tất cả các pháp tướng hiện tại này là Phật hiện tiền, thì người đó là người ngộ được cái lý chân thường mà Phật muốn chỉ. Tức là cái Phật tánh thì lúc nào cũng hiển lộ, tất cả các pháp lúc nào cũng như như bất động. Ví dụ như chúng ta nói chữ Phật, thì chữ Phật nó đang như Phật, đang như là tiếng Phật. Thì nếu như chúng ta như vậy để chúng ta tiếp cái tiếng đó, thì tiếng đó nó như vậy đối với chúng ta, cái đó nó không có thường và nó cũng không có vô thường. Thì cái đó là cái như như bất động, nó luôn hằng hữu sáng suốt hiện tiền như thế này. Nếu mà chúng ta đang an trụ cái chỗ thường tại này, thì từng tiếng một nó luôn là thường, nó luôn là thường. Từng tiếng một cái đó nó không có vô thường, nó cũng không có bị thường, phải không? Nó không có vô thường, nó cũng không có thị thường, mà nó vốn là nó. Đúng rồi, nó. Ví dụ như bây giờ tiếng, mỗi tiếng
nếu chúng ta không có bị vướng ở tiếng trước, thì tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, mỗi tiếng nó đều như vậy mà hiện tiền. Thì chúng ta như vậy để mà nghe từng tiếng đó, thì tất cả tiếng này đều là Phật hiện tiền. Tất cả tiếng đều là Phật hiện tiền. Và không có giờ phút nào chúng ta không hiện tiền như thế. Cho nên lúc chúng ta hiện tiền như thế thì tất cả mọi cảnh duyên đều hiện tiền như thế đối với chúng ta. Vì vậy mà tất cả mọi cái hiện trước mắt bên ta chúng ta đều là hiện tiền như thật như thị này, không hề có một cái gì khác. Nhưng mà chúng ta rớt xuống tâm phàm phu thì cái pháp có, pháp không liền. Chúng ta rớt xuống cái tầng tâm thức thì cái này thành cái tiếng của âm thanh micro, cái kia thành cái tiếng của xe chạy, cái nọ thành cái tiếng của máy quạt, vân vân. Tức là lúc đó chúng ta đã rớt xuống cái tâm của phàm phu. Cho nên tất cả những cái mà từ trước giờ chúng sanh cho là vô thường, một người sáng đạo phải thấy nó là thường. Nó thường ở đây không phải là cái thường còn nó tồn tại hoài, nhưng cái chỗ bất sanh bất diệt của tất cả các pháp một người không thể nhận ra được, thì người đó chưa phải là người triệt ngộ. Một câu nói đơn giản để thấy rằng lục tổ chúng ta đã vượt cái tầm bình thường của một người ngộ tánh. Một người ngộ tánh ban đầu họ chỉ thấy tất cả các pháp này vẫn còn là vô thường, mà chỉ có tự tánh là bất sanh bất diệt thôi. Đó là cái ban đầu, cái ban sơ của người học đạo là thấy cái pháp này vẫn còn sanh diệt, mà chỉ có tự tánh bất sanh bất diệt thôi. Nhưng rồi người nào bước qua một bước thứ hai nữa thì phải thấy được tất cả các cái mà từ xưa giờ mình đã từng thấy nó là vô thường. Nó thực sự là thường. Nó thực sự là thường. Tất cả các pháp chưa từng bị sanh, chưa từng diệt. Cái sanh diệt với cái phàm phu như chúng ta đây á, mình thấy bằng cái mắt của một người phàm phu, thấy bằng cái trí não của người phàm phu thì thấy có, thấy không, thấy còn, thấy mất, đúng không? Nhưng mà người ngộ tánh tuyệt đối không hề có và không với họ, không hề có còn và mất với họ lúc nào cả. Đây là cái chỗ mà nó phải vượt qua cái đầu của một chúng sanh, vượt qua cái đầu của chúng sanh để chúng ta mới có thể tiếp nhận được. Thì vậy là người ngộ tánh thì luôn lúc nào cũng thường tại như thế, không hề có trước, không hề có sau. Trước khi có âm thanh là chúng ta chưa nghe. Trước khi có âm thanh Phật là chúng ta vẫn nghe tiếng khác, phải không? Khi âm thanh Phật hiện ra chúng ta nghe âm thanh Phật. Và âm thanh kế tiếp là âm thanh gì đó, chúng ta ngay lúc đó là cái người đang rõ cái âm thanh đó. Thì từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta đang sống ở trong cái sống động mới mẻ này. Thì từng giờ, từng phút, từng giây là chúng ta không lưu trữ bất kỳ một cái quá khứ nào hết. Chúng ta luôn mới mẻ và hiện tại như vậy. Cho nên tất cả mọi cái mà từ xưa giờ phàm phu cho nó là vô thường thì nó chính là Phật. Vì nếu không có Phật thì không có tất cả những cái này. Nếu không có tự tánh thì không có tất cả các pháp ở trần gian này. Nên cái hồi lục tổ ngộ tánh là nói câu như thế nào? Nào ngờ tự tánh sao? Hay sanh muôn pháp? Vâng. Cho nên tất cả muôn pháp được sanh ra từ tự tánh. Mà tất cả muôn pháp sanh ra đều từ tự tánh thì mang cái gì? Mang cái màu của tự tánh được sanh ra. Cho nên nó cũng mang cái màu bất sanh bất diệt. Từ cái chỗ bất sanh bất diệt sanh ra thì nó lại gì? Nó cũng là bất sanh bất diệt, đúng không? Nó phải là bất sanh bất diệt. Cho nên mình á, đứng ở cái chân trời của cái dụng tự tánh, chúng ta nhìn á, thì chúng ta thấy có cái còn, có cái mất. Nhưng mà chúng ta nhập vào bản thể thực sự, tức là chúng ta trụ ở trong tự tánh thực sự để chúng ta thấy nghe hay biết, thì tất cả những cái hiện tướng ở đây đều là như như, đều là như như. Ví dụ như nói Phật thì như Phật mà chúng ta thấy, không? Nói Pháp mà như Pháp chúng ta thấy, nói Tăng là chúng ta như Tăng mà chúng ta nghe. À, thì như Phật, như Pháp, như Tăng, như Ma, như phải, như quấy, như đúng, như sai, từng giờ, từng phút là chúng ta luôn như 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 vậy để tiếp xúc tất cả mọi cái. Thì như vậy là chúng ta đang ở trong cái như như bất động để chúng ta như vậy mà tiếp tất cả cảnh duyên. Thì tất cả cảnh duyên đều như 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 vậy đối với chúng ta. Không có giờ phút nào mà chúng ta không như, và tất cả các pháp không có phút nào tất cả các pháp không như. Chỉ có điều là chúng ta sụp xuống cái chân trời của ý thức thì các pháp nó trở thành thế này thế kia với cái ý thức của chúng ta mà thôi. Chứ tất cả các pháp từ xưa giờ chưa bao giờ có bị sanh, chưa bao giờ có bị diệt. Đây là điều để chúng ta phải thấy. Người nào có một quan nhận hiểu thế này thì người đó luôn tự tại, vô ái ngại liền, không cần dụng công. Còn nếu như bây giờ chúng ta chỉ nhận được tự tánh bất sanh bất diệt thôi thì chúng ta vẫn còn cái chuyện sanh diệt trong này, phải không? Vì vậy để chúng ta nói về việc công phu của mình, bây giờ nếu chúng ta đang ở trong cái như như đó rồi, chúng ta đang sống trong cái như như đó rồi, thì bây giờ cái ý niệm xảy ra trong đầu chúng ta thì chúng ta như vậy mà rõ ý niệm, đúng không? Chúng ta đang buồn một người nào đó thì như vậy mà chúng ta rõ cái chuyện đang buồn. Chúng ta đang vui một chuyện gì đó, như vậy thì chúng ta đang rõ chuyện đang vui. Thì vậy là tất cả những chuyện buồn vui đều như vậy mà được chúng ta biết, đúng không? Thì vậy là cái chuyện buồn và chuyện vui nó không phải là cái chuyện của
chuyện thật của mình, mà chuyện buồn chuyện vui nó hiện trong cái chân trời của tự tánh. Để tự tánh như vậy mà rõ tất cả những cái ý niệm buồn thương giận ghét xảy ra ở trong tâm thức. Cho nên tâm thức lúc này hiện như thế nào thì như vậy mà rõ biết. Thì cái như vậy rõ biết luôn luôn hiện tiền, để tất cả mọi cái đều hiện trong đó, vẫn hiện bằng cái rõ biết của chúng ta. Chứ chúng ta không có sụp xuống chân trời ý thức. Chúng ta chỉ cần chậm một chút, chậm một chút thôi, lìa một giây thôi thì ý thức hoạt dụng. Mà khi ý thức đã hoạt dụng rồi thì nó lại trở thành vô thường, trở thành có, thành không, thành sanh, thành diệt. Ra một người ngộ tánh là cái trí tuệ phải dùng từ là họ rất là tinh anh, rất là nhạy, nhạy đến cái độ mà đá sẹt điện nhán còn không kịp với nó. Nếu như chậm một chút là rớt vào chân trời ý thức, và chậm một chút là rớt vào cái cuộc sanh tử này liền. Cho nên cái trí tuệ mà hết sức nhạy bén của một cái người ngộ tánh là họ luôn luôn ở trong cái tự tánh đó rồi, thì cái đó nó vượt tầm ý thức, luôn luôn rõ biết tất cả các pháp trước khi ý thức sanh ra. Khi ý thức sanh ra rồi thì nó rớt vào chân trời phàm phu tục tử, thì nó liền có sanh có diệt. Cho nên một người nào mà nhận tất cả các pháp đi đứng nằm ngồi này mà thấy được tất cả các pháp đều là như, thì chúng ta còn gì để dụng công không? Hoàn toàn không thể được. Vì tất cả các pháp là như thì trong đầu mình đâu có lưu lại chuyện cũ. Không lưu lại chuyện cũ thì chúng ta không còn vướng mắc nơi duyên cảnh bên ngoài. Cho nên khi về ngồi lại thì chúng ta đâu còn gì để dướng nữa đâu mà dụng công. Chúng ta đâu có chuyện để chúng ta buồn, và hoàn toàn không có chuyện để chúng ta vui theo cái kiểu của thế tục nữa. Chúng ta không thể phân biệt có không với trần gian này nữa. Thì khi chúng ta ngồi lại là tự động như vậy mà chúng ta đang ngồi, thì lúc đó chúng ta là cái người như như bất động trong tư thế ngồi. Rồi khi chúng ta đứng dậy thì chúng ta như như khi chúng ta đang đứng, chúng ta đang đi. Hoàn toàn không có cái chuyện quá khứ vị lai ở trong đầu mình nữa. Thì vậy là không cần phải tẩy xóa cái chuyện cũ. Không cần phải tẩy xóa chuyện cũ. Lúc đó chúng ta là rỗng lặng thanh tịnh hoàn toàn. Thì một phen chúng ta ngồi đây mà chúng ta tiếp nhận được cái như như hiện tiện này, trong từng giờ, từng phút, từng giây cái chuyện này nó đang hiện hữu. Chỉ có cái chúng ta không chịu cái hiện hữu này. Chúng ta nghe để chúng ta thấy rằng cái chuyện này nó giống giống như chuyện hôm trước, là bắt đầu chúng ta lui về quá khứ để chúng ta nghe. Chứ chúng ta không nghe cái hiện tại, chúng ta thôi mất cái hiện tại, chúng ta bỏ qua, chúng ta mất đi cái cơ hội vàng của mình trong từng giờ, từng phút, từng giây giữa cuộc sống này. Gần như chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây phí phạm cuộc sống hiện tiền của chính mình. Chúng ta không chịu sống như vậy, để chúng ta như vậy mà thấy biết mọi cái mà chúng ta nghe, chúng ta thấy đều phải lui về quá khứ cả. Chúng ta vọng hướng tương lai cả, chứ không bao giờ chúng ta dừng trụ tại đây. Ngay tại đây và bây giờ thì tất cả mọi cái nó đều là vậy, nó đều như vậy cả. Thì nói tiếng trước chúng ta như vậy mà biết, tiếng sau cũng như vậy mà biết, tiếng sau nữa cũng như vậy mà biết, và bây giờ nói nhiều tiếng cũng như vậy mà rõ biết, rồi bây giờ ngưng lại thì cũng như vậy mà rõ biết. Thì chúng ta luôn luôn là như vậy để hay biết tất cả mọi cái, nhưng mà mình không chịu. Thì hay cái này nó phải là cái gì á? Như nhìn cái bông thì bây giờ chúng ta lại so sánh với cái bông hồi cũ á. Bông này tại sao tự nhiên bây giờ nó đẹp hơn hôm trước? Thì lúc đó chúng ta không còn thấy bông này nữa, mà lúc đó cái bông quá khứ nó hiện ra trong đầu mình. Để rồi mình phân biệt cái bông hồi đó, tôi nhớ bông hồi đó nó đẹp như vậy nè, thì nó đã lùi về quá khứ để chúng ta phân biệt. Chứ chúng ta không có, lúc này chúng ta không còn rõ cái bông trước mắt chúng ta. Mà con người chúng ta thì luôn như vậy, luôn như vậy. Do chính chúng ta luôn như vậy, chúng ta nghe cái từ vô thường chính là Phật, chúng ta chịu không nổi, chịu không nổi. Chứ sự thật thì tất cả các pháp từ xưa tới giờ nó vốn là như vậy. Cho nên bà Bàng Quả Long Uẩn nói sao? Trên đầu trăm cỏ là ý tổ sư, phải không? Và cũng có một nơi khác nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhưng mà chúng ta không hiểu tất cả các pháp Phật pháp là cái gì. Cho nên chúng ta còn ở trong cái thức uẩn phân biệt á, thì rõ ràng là có sanh có diệt. Cho nên ở đây Ngài Lục Tổ nói là cái thường, cái hữu thường tức là cái tự tánh của chúng ta, thủ thường tức là cái tâm phân biệt tất cả các pháp. Chúng ta chịu nổi không? Thay vì cái vô thường á là nó là sanh diệt rồi, vô thường là tâm sanh diệt. Nhưng ở đây Ngài nói cái hữu thường tức là cái chân thường kia, nó là cái tâm phân biệt tất cả các pháp. Thực sự nếu như tự tánh chúng ta mà không rõ tất cả các pháp thì tự tánh là cái gì? Nó chết lặng hoàn toàn không biết gì hết. Cho nên người nhập ở trong tự tánh không phải hay biết theo kiểu phàm phu để phân biệt, nhưng mà không có chuyện gì người đó không biết. Đúng không? Cái hữu thường chúng ta tức là cái tự tánh chúng ta luôn hay biết và phân biệt tất cả các pháp. Luôn hay biết và phân biệt tất cả mọi cái xảy ra trong tam giới này. Chứ không phải cái tự tánh chúng ta là cái chết lặng không biết gì. Đây là chỗ chúng ta phải thấy nha.
Cho nên cái tâm phân biệt tất cả các pháp không phải là phân biệt để có sự buồn thương giận ghét, phải phân biệt đúng sai hay dở như một phàm phu. Chúng ta phải hiểu đây là cái lời của Lục Tổ nói. Lục Tổ thì chưa bao giờ rời tự tánh nói bất kỳ một câu nào khi đứng khai thị người khác. Cho nên nếu muốn hiểu lời của Lục Tổ và Năng, chúng ta phải trở về tự tánh để hiểu như Ngài, thì chúng ta mới hiểu hết lời Ngài nói. Chứ nghe nói là cái tự tánh, tức là cái hữu thường, tức là cái tự tánh của chúng ta hay phân biệt tất cả các pháp, cái mình nghĩ là cũng phân biệt như mình thấy mình cũng phân biệt, mình nghe cũng phân biệt, mình phân biệt để rồi cái này nó đúng, cái này nó sai, cái kia nó hay, cái nọ nó dở, theo kiểu của phàm phu, thì đó là chúng ta hiểu lầm. Chúng ta hiểu lầm lời của Lục Tổ Huệ Năng. Và nghe hai câu này thì hành xương không chịu nổi. Tôi nói vậy hành xương rất là bất ngờ. Cho nên Ngài nói là hòa thượng nói pháp rất trái với văn kinh. Hành xương nói là hòa thượng nói pháp trái với văn kinh. Lục Tổ nói ta nó được truyền tâm ấn, lý nào ta nói chuyện sai với kinh sao? Ngài đã được truyền tâm ấn rồi, chẳng lẽ nói chuyện sai văn kinh à? Hành xương thưa kinh Phật nói là Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói nó là vô thường. Các pháp thiện ác cho tới Bồ Đề Tâm đều là vô thường mà Hòa Thượng lại nói là thường. Đây tức là trái, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ. Rõ ràng là theo cái văn kinh chỉ nghĩa thì Phật tánh tức là cái thường tại, không sanh không diệt, và tất cả các pháp đều là vô thường. Nhưng mà hồi nãy chúng ta nói rồi, nếu chúng ta chỉ nhận Phật tánh là bất sanh bất diệt thôi thì chúng ta chỉ mở được một con mắt. Khi nào mà chúng ta thấy được tất cả các pháp này nó là bất sanh bất diệt nữa, nó là thường như như bất động nữa, thì lúc đó tất cả các pháp đều là thanh tịnh pháp thân. Có một vị thiền sư dùng từ là xuất mục tức bồ đề, tức là nó hiện ra trước mắt thì nó là bồ đề, là giác ngộ, chứ hoàn toàn không có cái chuyện khác nữa. Thì như vậy là chúng ta luôn tự tại ở trong tự tánh, không hề bị cái sanh tử này quấy rối được, thì người đó không phải còn dụng công bình thường như chúng ta. Còn nếu chúng ta vẫn còn thấy tất cả các pháp là vô thường thì chúng ta còn phải nhọc nhằn. Tổ bảo kinh Niết Bàn thời xưa có một lần ta nghe Ni Vô Tận Tạng đọc một lần liền, vì bà giảng nói không có một chữ một nghĩa nào không hiệp với văn kinh, và cho đến hôm nay nói với ông ta cũng chưa có từng nói hai thuyết, tức là vẫn nói đúng như hồi ta giảng cho Ni Vô Tận Tạng nghe. Ngày lại xưa sau khi mà rời Hoàng Mai á, thì Lục Tổ Huệ Năng trên đường chạy lánh nạn có một lần ghé chùa của Ni Cô Vô Tận Tạng này, và đêm đó Ni Cô Vô Tận Tạng tụng kinh Niết Bàn. Thì trong lúc mà Lục Tổ nghe tụng kinh đó, và Lục Tổ được Ni Vô Tận Tạng yêu cầu giảng kinh, thì lúc đó Lục Tổ chúng ta đã giảng kinh từ cái thời mà chạy lánh nạn cho tới giờ này là hơn 15 năm rồi. Nghĩa là trong giai đoạn mà rời Hoàng Mai, thì trên đường đi tìm chỗ để lánh nạn là Lục Tổ có ghé qua chùa của Ni Sư Vô Tận Tạng ban đêm nghỉ lại. Và nghĩ lại đó, sau khi giảng kinh Niết Bàn xong thì bà Ni Vô Tận Tạng này á mới nghe và hiểu được, biết rằng Lục Tổ Huệ Năng không phải là người bình thường, cho nên hôm sau mới tập trung dân làng lại để nghe. Và khi tập trung dân làng và tăng ni đạo tục tới nghe rất là đông, và lúc đó phục hồi lại được cái chùa, hình như cũng chùa Bảo Lâm, chùa Bảo Lâm được xây dựng trở lại, là ở trên một cái nền chùa cũ lập lại, tính ngay đó thỉnh Lục Tổ làm trụ trì luôn. Nhưng mà mới có chưa đầy mấy tháng thì người xấu bắt đầu rượt tới nữa, Lục Tổ chúng ta tiếp tục ẩn thân nữa. Đó, thì trong giai đoạn mà Lục Tổ chạy lánh nạn đã gặp Ni Sư Vô Tận Tạng này và có một lần giảng kinh Niết Bàn rồi, cho nên hôm nay đối với hành xương nói lý này cũng chưa từng có một sự sai khác nào. Và hành xương thưa là học nhân, thức lượng cạn tối của mong hòa thượng theo cái lòng từ bi mình là chỉ dạy. Tổ bảo ông biết Phật tánh nếu là thường lại nói gì là các pháp thiện ác, cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm bồ đề. Tức là ở đây Ngài bắt đầu Ngài giải thích về cái Phật tánh là vô thường cho chúng ta nghe. Bây giờ nếu mà Phật tánh là thường á, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây, tức là tất cả chúng ta thường hết, chúng ta ở trong tự tánh là chúng ta thường hết, thì chúng ta phàm phu là phàm phu hoài, chúng ta không phát tâm vô thường bồ đề được. Cho nên nói là vô thường có nghĩa là chúng ta không có còn yên ở vị trí này, mà mình mới từ chúng sanh mình phát tâm, mình tu tập mới thành Phật được, tức là phát tâm cầu thành Phật để chúng ta tu. Thì vậy là Ngài Lục Tổ Huệ Năng giải thích, nếu là một người mà phàm phu thì tâm họ vẫn còn ở trong tự tánh, nhưng mà cái tâm họ là vẫn còn thay đổi để họ từ phàm phu trở thành thánh hiền. Tức là vì Phật tánh là vô thường cho nên tất cả phàm phu mới có thể phát tâm vô thượng bồ đề, mới có chuyện thiện ác. Cho nên Ngài nói là vô thường, mà cái vô thường của Ngài chính là cái chân thường của Phật nói.
Tức là mặc dầu dùng cái từ tự tánh là vô thường, tức là tự tánh hay sanh muôn pháp, thì tất cả có thiện có ác, có sanh có tử trong đó, nhưng mà nó chính là cái chân thường mà chư Phật muốn chỉ dạy. Lại nói tất cả các pháp là vô thường, tức là mỗi vật đều có tự tánh, thì nó trong cái dụng thọ sanh tử của tất cả các pháp, nhưng mà nó vẫn bất biến, cho nên Ngài nói nó chính là chân thường. Tức là ở nơi tất cả các pháp, mặc dù cái sanh tử nó hiện tiền, trong cái thấy nghe hay biết chúng ta thấy rõ ràng là có mất, được mất, có không vân vân giữa trần gian này, nhưng mà cái nó vẫn bất biến. Mặc dù cái tự tánh hay sanh tất cả dạng pháp, thì dạng pháp được sanh ra từ tự tánh nó cũng bất biến như, chứ không phải nó được sanh ra từ tự tánh mà nó lại bị sanh tử như cái nhìn của chúng ta. Cho nên Ngài nói tất cả các pháp nó là chân thường. Đó là cái lý thật mà Ngài muốn chỉ cho chúng ta. Ngày xưa Phật vì phàm phu chấp tà thường và hàng nhị thừa chấp là vô thường, cộng thành 8 cái điên đảo, nên trong giáo lý liễu nghĩa kinh Niết Bàn phá 8 cái thiên kiến kia mà hiển thị chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Tức là cái người phàm phu chưa hiểu đạo á, thì họ chấp cái tà thường. Đúng ra thì có 4 điên đảo thôi. Thứ nhất là gì? Là cái thân này họ thấy là thường, thân này họ thấy là thiệt. Tức là cái điên đảo thứ nhất. Với phàm phu chưa hiểu Phật pháp gì thì họ cho thân này là thường. Rồi thứ hai nữa là cái đời này là khổ mà họ thấy là vui. Rồi cái ngã là không có mà họ thấy là có ngã. Và cái thân này là bất tịnh, họ thấy là tịnh. Tức là bây giờ với mình mà ai nói cái thân mình dơ mình chịu không? Mình không chịu ha. Nhưng mà thực sự thì cái thân mình một ngày mà tới, chúng ta nói thấy cái phần trên đầu chúng ta thôi, bao nhiêu cái lỗ mà nó xì ra trên đầu chúng ta có dễ chịu không? Ví dụ như từ cái hai lỗ rèn này, thì ra là cứt rèn nè ha. Hai lỗ tai ra cứt rái nè, hai lỗ mũi là cứt mũi nè, cái miệng là ke nè. Ở bao nhiêu cái xì ra ở cái phần cao nhất của thân chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn cho nó là thanh tịnh, vẫn cho nó là tốt, là đẹp. Mà ai nói mình chị sao cái miệng hôi quá, lỗ mũi chị thúi quá, người ta nói đúng chứ không phải nói sai, nhưng mình vẫn giận. Có nghĩa là trong tâm chúng ta vẫn chấp cái điên đạo theo cái kiểu phàm phu chúng sanh ấy. Thân chúng ta là bất tịnh, chúng ta chấp là tịnh. Rồi cái ngã này, tức là thân ngũ quẩn hòa hợp, nó là quyển có, nó là giả, nó là vô ngã, mà chúng ta chấp nó là thật, là thật ngã. Thật ngã không phải là chân ngã theo cái kiểu kinh Niết Bàn. Rồi cái thân này nó vô thường, tức là nó chợt có chợt mất, chứ nó không phải tồn tại hoài. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bữa nay á, mình tính cái chuyện ngày mai, rồi ngày mai mình tính chuyện ngày mốt, mình có khi mình tính một cái chuyện là mình làm cái này để 10 năm sau mình được hưởng, mình trồng cái cây này 5 năm sau mình được ăn, hoặc là mình cất cái này để cho 100 năm sau con cháu mình nó nhờ, ví dụ vậy. Có nghĩa là tất cả những chuyện tính toán của chúng ta là chúng ta chưa bao giờ có một lần thấy rõ cuộc đời này là vô thường thực sự. Nếu người nào mà thấy cái thân này chỉ có trong hơi thở thì người đó mới thấy được lý vô thường. Còn người nào chỉ còn thấy cái thân này, rõ ràng là cái thân của chúng ta nó từng giờ, từng phút, từng giây nó vô thường. Nhưng mà người ta thì thấy nó là sao? Nó còn hoài, nó sống được 50-70 năm, và rõ ràng tới khi chúng ta gần tới xuống mồ rồi, chúng ta cũng vẫn còn hy vọng là chúng ta còn sống một vài năm nữa, một vài chục năm nữa, để chúng ta thêm cái này thêm cái kia giữa cuộc sống này. Cho nên đó là cái tâm điên đảo của chúng sanh, không thấy đúng lý. Như vậy là cái cuộc sống chúng ta rõ ràng là theo như trong kinh Đức Phật phân tích là chúng ta có 8 cái khổ. Nhưng chúng ta vẫn thấy nó cái vui. Nhưng mà sự thật á, chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc giữa trần gian này. Chúng ta mong mỏi là bữa nay mình được vui cái này, ngày mai mình được vui cái kia, ngày mốt mình được vui cái nọ. Chứ chúng ta không chấp nhận là cuộc đời mình khổ. Lâu lắm mà cái chuyện gì mình chịu không nổi, mình khóc lóc á, lúc đó mình mới thấy mình khổ một chút, phải không? Còn bình thường buông ra, chúng ta cũng kiếm chuyện này để chúng ta vui đùa, kiếm chuyện khác để chúng ta vui đùa, chứ mình không chấp nhận cuộc sống này là khổ. Đó, thì cái tâm phàm phu trong 4 cái tâm đó là 4 cái điên đảo ban đầu của mỗi người phàm phu bình thường. Nhưng mà những người mà hiểu theo nhị thừa thì bây giờ họ thấy là thứ nhất là đời này là khổ, là khổ, tức là thấy thế gian này là khổ theo cái thấy của nhị thừa. Và thứ hai là thấy là vô thường, thứ ba là thấy vô ngã, và thứ tư là thấy thân này bất tịnh. Thì 4 cái này đối với cái nhìn của đại thừa vẫn là điên đạo, vẫn là điên đạo. Cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói là chân thường. Chân thường tức là phá luôn cái thường tà thường của phàm phu, tức là thấy cái thân này thường còn, và phá luôn cái lý vô thường theo cái kiểu mà tất cả các pháp bị sanh diệt. Vì tất cả các cái từ xưa giờ, mặc dầu nó hiện ra, nó mất đi theo cái nhìn của phàm phu phân biệt thì nó là vô thường, nhưng mà theo cái nhìn của tự tánh, tức là người an trú trong tự tánh, thì tất cả các pháp chưa từng bị sanh, chưa từng bị diệt, gọi là chân thường. Chân thường chưa có một pháp nào từ ngàn xưa tới bây giờ, chưa có một pháp nào bị sanh.
và chưa có pháp nào diệt đi. Tức là tất cả các pháp chưa từng bị sanh diệt, cho nên gọi là chân thường. Thì như vậy không phải tự tánh là chân thường nữa, mà tất cả các pháp luôn. Khi một phen chúng ta nhận được cái âm thanh này, âm thanh chúng ta đang nói đây, mà nó thực sự là chưa từng sanh, chưa từng diệt á, thì chúng ta hiểu được cái chân thường của chư Phật nói. Sự thật chúng ta thấy nè, bây giờ mình nói chuyện ở đây, nói xong chúng ta ngưng ở đây thì âm thanh ở đây nó mất, nó không còn ở đây đâu. Nhưng mà âm thanh này sẽ mãi mãi còn trong không gian, không hề mất. Vô thường nhưng mà không hề mất. Đây là chỗ để chúng ta hiểu nha. Có nghĩa là nó không trụ ở đây, nó không có dừng lại ở đây. Nó có nhưng nó vang động khắp không gian này chưa từng mất. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên trong kinh Pháp Hoa ở phẩm phương tiện nói là sao? Chư pháp trụ pháp dị tướng thế gian thường còn. Tức là các pháp trụ ngôi pháp tướng thế gian này là thường còn, không bao giờ bị hư hoại. Và cái hình bóng của chúng ta ở đây trong đời này, nếu như 11 chúng ta chết thì cái dáng này nó còn nguyên, 1 tỷ năm sau nó vẫn còn cái hình dáng này. Đây là cái điều để chúng ta biết. Cho nên hồi trước giảng kinh Pháp Hoa chúng tôi nói là sẽ có một ngày khoa học nó sẽ chụp được cái hình Đức Phật cách đây mấy ngàn năm, và có một ngày nào đó nó sẽ rà lại, nó bắt được cái tần sóng dao động của Đức Phật hồi Đức Phật còn tại thế, nó sẽ thâu được tất cả âm thanh thuyết pháp của Đức Phật ngày xưa. Giống như bây giờ mình ở đây, một ngày nào đó khoa học sẽ chế được một cái loại máy, nó rà được tầng tâm thức của mình, rà được cái sóng dao động tâm thức của mình thì khoảng 50 âm độ hertz, tức là 50 độ hertz mà âm 50 âm độ hertz thì nó sẽ bắt được cái dao động sóng thức của chúng ta. Và lúc đó nó sẽ mò ngược lại quá khứ của mình, mò ngược lại trước đây 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày mình nghĩ cái gì, nửa đêm mình nghĩ ra làm sao, mình ngủ nằm trên bao mình thấy cái gì nó thấy luôn. Khoa học nó tiến tới mức độ này. Thành ra những cái mà xảy ra, những cái xảy ra của chúng ta rõ ràng là không mất. Bây giờ thế gian nó đã chứng minh được điều này rồi. Cho nên nếu như cái đầu Phật Pháp chúng ta vẫn còn thấy tất cả các pháp là vô thường mà mất, thì rõ ràng là chúng ta còn non quá, thua khoa học rất là xa. Cho nên mình thấy là cái trí tuệ của đạo Phật vượt tầm hơn khoa học ở chỗ này. Đức Phật đã thấy tất cả những chuyện mà dao động có đây, nó mất ở đây, nhưng mà vẫn còn hoài trong không gian. Tức là tất cả các pháp đều bất sanh bất diệt, chưa từng có một lần sanh diệt ở một pháp nào cả. Thì như vậy là người đó mới thấy trọn vẹn tất cả các pháp. Thì khoa học một ngày nào đó nó tiến đến cái độ nó có thể mò được tâm thức chúng ta. Ở đây chúng ta cũng thường nói nhiều lần, nhưng mà nó dở hơn mình ở cái chỗ gì? Dở hơn một người chứng đạo ở cái chỗ là nó mò bắt quá, nó giỏi lắm là mò từ đây cho tới mình hết tuổi, tức là từ tới khi chung với bụng mẹ nó đứt ngang đó, nó không thể mò tiếp. Nhưng mà người tu đạo Phật siêu hơn, có nghĩa là thấy luôn túc mạng, thấy được, nhận được cái túc mạng thông rồi á, thì ngàn muôn đời kiếp trước muốn thấy là thấy. Và cái thứ hai, nếu khoa học nó tiến tới một tầm nữa, nó mò lại ngược lại chúng ta 3 đời nữa đi, thì nó tốn phải nói là 1000 năm nó mới mò qua tới được. Vì vậy khi nó mò lại cái tâm thức chúng ta là nó mò trở lại từng dao động sóng thức thôi, nó không thể làm nhanh hơn nữa được, nó không thể tăng tốc hơn được. Chúng ta khởi một niệm và khởi ngược lại, ví dụ như chúng ta đếm 1 2 4 5 6 7 8 9 10 thì nó mò lại là 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, nó phải mò từ từ như vậy nó mới biết. Còn cái người chứng đạo thì không phải như vậy nữa. Người chứng đạo khi chứng được túc mạng thông là muốn biết cái 1 triệu năm về trước biết. Tức là trong một sát na thôi là họ sẽ đủ sức biết 1 triệu năm về trước. Rồi 1 tỷ năm về trước một sát na tâm họ đủ biết. Thì như vậy là khoa học vẫn tiếp tục thua cái người chứng đạo như thường. Tức là trí tuệ Phật đạo luôn luôn dẫn đầu trong vũ trụ này, chứ không ai có thể qua được. Dù khoa học phát triển đến mức độ nào cũng không thể so sánh nổi với trí tuệ của đạo Phật chúng ta. Cho nên ngày xưa là Đức Phật đã thấy rõ tất cả các pháp giữa trần gian này là bất sanh bất diệt hoàn toàn đúng. Thì chúng ta mới thấy một điều nữa, trong cái vật chất thì thời gian gần đây khoa học nó đã chứng minh được rồi. Chúng ta thấy cái viên kim cương là cái viên cứng nhất, cái vật chất cứng nhất so với tất cả các vật chất khác. Thì bây giờ nó đưa lên máy phân tích đó. Tức là thay vì một vật bình thường như cái phân tử nước đi, nó mềm á, vật chất mềm thì dao động phân tử rất là chậm, nó rất là chậm ra vào để nó kết thành phân tử thành nước. Nhưng mà cái vận tốc của cái vật cứng hơn thì cái mức độ dao động của phân tử nó nhanh hơn, mà mức độ dao động nhanh của cái phân tử kim cương. Do đó khoa học tới giờ phút này nó đã kết luận vật chất là chân không rồi. Cho nên một người mà hiểu Bát Nhã theo cái kiểu như từ trước giờ chúng ta hiểu là ngũ uẩn này là duyên hợp giả có, tức là chúng ta không thấy được cái chân không thực sự của tất cả vạn pháp, thì chúng ta vẫn phải theo đuôi khoa học. Nhưng mà cũng may là trí tuệ Bát Nhã đạo Phật chúng ta đã thấy vượt tầm rồi. Tức là cách đây mấy ngàn năm Đức Phật của chúng ta đã thấy tất cả các pháp là chân không hoàn toàn. Tất cả những vật thể này là chân không hoàn toàn. Cái mềm, ví dụ như cái tường này thì kính hiển vi chúng ta phóng đại tới 1000 độ chúng ta sẽ nhìn thấu ra tới bên ngoài, đúng không? Mặc dù mắt bình thường chúng ta nhìn thấy nó là một khối, nhưng mà với kính hiển vi nó sẽ rỗng lủng lỗ như cái rổ.
lên đến 2000 độ, 3000 độ đó lên là tường này nó lủng lỗ, lủng lỗ hết rồi. Và những vật cứng hơn, những phân tử kết khắc cứng hơn, không phải là phân tử kết chết ngắt như vậy. Chúng ta đừng có tưởng là nhìn thấy cái sớ cây như thế này, chúng ta tưởng là cái sớ cây này nó là cứng ngắt để nó kết dính với nhau nó thành một cái cây. Không phải như vậy, chúng ta từ xưa giờ hiểu lầm điều này. Nó chỉ là một sự dao động của phân tử với tốc độ nhanh hoặc chậm. Và nếu cái cây nào mà cứng nhiều thì dao động phân tử nó nhanh, cây nào mà mềm thì dao động phân tử nó chậm. Đây là cái điều chúng ta phải hiểu thêm về vật chất. Vì vậy tới giờ phút này khoa học đã chứng minh vật chất là chân không rồi. Chúng tôi báo cho biết cái điều này để mình thấy rằng mình có một cái vui là đạo Phật chúng ta đã thấy chuyện này cách đây mấy ngàn năm. Thì chúng ta mới thấy rằng rõ ràng cái trí tuệ của đạo Phật càng lúc càng được khoa học chứng minh ra. Tức là những cái điều mà Đức Phật nói ở vật chất như thế nào đó thì dần dần khoa học chứng minh được. Và tới chỗ này thì Đức Phật chúng ta đã thấy trong kinh là tất cả các pháp nó đã là bất sanh bất diệt rồi. Thì giờ phút này lần lần khoa học nó chứng minh được điều này. Và đến một ngày khoa học phát triển đến mức độ nó sẽ đem được tất cả những cái hình bóng cách đây mấy ngàn năm, mấy triệu năm về trước làm được hết. Trong tương lai tất cả những vị thánh của chúng ta, ví dụ như ngài Trần Hưng Đạo, tất cả những vị vua mà chúng ta đã mất hình ảnh, cái thời đó không vẽ hình nào được á, thì nó sẽ vẽ hình lại được hết. Vẽ hình bảo đảm y nguyên luôn. Sẽ tạc được tất cả những cái hình của những vị thánh tổ của chúng ta, không sót bất kỳ một vị nào. Và ngay cả hình Đức Phật, bây giờ rõ ràng là chúng ta chưa bao giờ làm đúng hình Đức Phật cả nha. Nhưng mà đến một ngày khoa học phát triển nó sẽ chụp hình được Đức Phật lại. Đức Phật nó đi đâu, đứng đâu, làm điều gì cách đây mấy ngàn năm, nó sẽ chụp lại hết. Và nó sẽ vẽ ra y hình Đức Phật luôn. Thì khoa học sẽ tiến tới mức độ này để nó chứng minh rằng vật chất qua nhưng mà không mất. Nghĩa là chúng ta phải hiểu lý vô thường, nó cái gì nó qua, tức là nó không tồn tại một vị trí nào đó, chứ không phải nó qua mà nó mất. Chúng ta nên hiểu điều này. Cho nên vật chất thì chưa từng bị sanh, chưa từng diệt. Mà cái nhìn này nếu chúng ta không nhìn ra, chúng ta phải bị thua khoa học. Và cái thấy biết Phật pháp chúng ta vẫn còn bị khập khiễng. Cho nên người nào mà chưa thực sự thấy tất cả các pháp là bất sanh bất diệt thì người đó vẫn còn đi theo đuôi khoa học, dù người đó ở vị trí nào. Cho nên chúng ta theo đạo Phật thì đương nhiên sẽ có những cái trí tuệ mà chúng ta phải vượt tầm. Sự thật thì ngày xưa Đức Phật đã vượt tầm khoa học cách đây mấy ngàn năm rồi. Những người đệ tử Đức Phật chứng đắc theo con đường tu tập của Đức Phật thì trí tuệ đó cũng phải vượt hơn khoa học. Bảo đảm là phải vượt hơn. Có những cái thấy biết mà khoa học vẫn chưa thấy nổi. Ví dụ như chúng tôi nói ngày mai kia mốt nọ nó chế một cái loại máy, nó rà tâm thức không nói nha. Bây giờ quý vị thấy mà vô bệnh viện bác sĩ đeo tai nghe, nghe nhịp tim mình là biết tim mình dao động mấy độ, mình sẽ bệnh gì, phổi mình dao động bệnh gì. Một ngày nào đó tôi bảo đảm khoa học nó sẽ chế được một cái loại máy cũng bắt lỗ tai nó nghe mình dao động sóng thức mình kiểu gì, mình đang nói gì trong đầu mình. Và bắt đầu nó dặn ngược lại để nó nghe là cách đây 3 ngày đó mình bàn cái chuyện ăn trộm ở đâu, bạn chuyện ăn cướp ở đâu. Điều tra tội nhân không còn đánh đấm nữa. Khoa học một ngày sẽ biết được cái chuyện này. Cho nên khi mà chúng ta đã thấy được cái tất cả các pháp này nó là vật chất, là bất sanh bất diệt, nó còn hoài, thì nó có một cái dòng liên kết từ quá khứ cho tới bây giờ. Chúng ta tưởng tượng như cái phim nhựa, chúng ta có sử dụng cái máy thao băng đó, chúng ta thấy cái nhựa nó kéo từng đoạn đoạn á, thì giờ là mỗi một đoạn đời chúng ta là một kết nối của một dòng đó. Cho nên khi một người ngộ tánh là một người cắt được cái dòng này để nó không tiếp tục lẫn quẩn nữa. Mặc dù cắt như vậy nhưng mà nó vẫn còn nguyên cái hình bóng đó, tức là không tiếp tục cái dòng lẫn quẩn này nữa. Nhưng mà họ đủ sức để họ thăng tìm đó trở về quá khứ. Nếu cái gì nó qua rồi nó mất á, thì người chứng túc mạng thông không thể thấy 1 tỷ năm về trước được, không thể thấy được. Do nó qua mà nó không mất, tức là cái gì qua nó vẫn còn tồn tại hoài trong không gian này, nó chưa hề mất cái gì cả. Tất cả vật chất chưa bao giờ bị diệt, chưa bao giờ bị diệt. Nói từ vô thường, chúng ta phải hiểu vô thường đến cái độ này. Cho nên chúng tôi hay dùng cái từ mà thường vô thường, có nghĩa là đang vô thường nhưng mà thường, chứ không phải vô thường nó có cái tánh chân thường. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Người học vô thường theo mà nghĩa ngữ thì họ thấy ở nơi vô thường có cái thể chân thường. Không phải, quý vị lầm. Ngay nơi nó là chân thường. Ngay nơi nó là chân thường, tức là thường vô thường. Thường và vô thường không có một gạch nối nào hết, không có một gạch nối, gọi là thường vô thường. Có nghĩa là từ xưa tới giờ nó vô thường, hiện tại bây giờ vô thường và mãi mãi về sau nó vô thường. Và luôn luôn từng giờ, từng phút, từng giây nó vô thường mà là thường vô thường. Cái vô thường không hề bị gián đoạn, không hề bị gián cách, không hề bị mất đi. Nó luôn luôn là vô thường như thế, để nó tạo tác tất cả các pháp, để nó làm hưng phấn tất cả các pháp, để nó làm cứng lại tất cả các pháp, để làm các pháp tồn tại, các pháp yếu đi, các pháp mất đi và tái tạo pháp mới. Một dòng như thế không hề mất, gọi là thường vô thường. Để cho tất cả các pháp không đứng làm hoài một chỗ. Nếu mà có một cái gì đứng hoài một chỗ, thế gian này vô nghĩa.
phải không? Ví dụ chúng ta nói tiếng Phật mà tiếng Phật còn hoài, quý vị không nghe được tiếng sao, và quý vị cũng chẳng có hiểu được cái điều gì mình muốn nói, đúng không? Tất cả các pháp nó luôn vô thường, cho nên thế gian là luôn sống động tươi vui như thế này. Chứ nếu mà một phút chốc nào nó thường, nó không có vô thường á, thì thế gian này chẳng còn có nghĩa lý gì cả. Tự nhiên chúng ta ngồi đây chúng ta thường, chúng ta nghĩ không thèm thở nữa, thở ra cái hoài không thở vô thì kể như xong chuyện rồi, phải không? Có nghĩa là nếu không vô thường thì cuộc đời này sẽ không có sức sống. Đây là điều chúng ta phải hiểu. Do vô thường mà có ra cuộc sống giữa trần gian này, do vô thường mà có ra tất cả các pháp giữa vũ trụ này, do vô thường mà thế gian này mới có ý nghĩa. Nếu không vô thường thế gian này không có ý nghĩa gì đâu. Đó là điều chúng ta phải hiểu. Cho nên thường vô thường chứ không phải vô thường không. Thì như vậy là chúng ta không nói là chân thường nữa à, mà là thường vô thường theo cái từ ngữ bình thường của chúng ta. Cho nên cái đó nó luôn luôn vô thường, nhưng mà nó thường, thường vô thường. Chứ thường không phải là thường mà vô thường nha, mà thường không có gạch nói luôn. Thường vô thường không có gạch nói, tức là ba chữ này nó đi ba với nhau, không có gạch nói. Còn nếu mà chúng ta thấy thường mà vô thường, tức là có gạch nói, có nghĩa là có cái thường ngoài cái vô thường này là không phải. Chính cái vô thường này là thường. Vô thường thị thường, tức là vô thường là thường theo ý nghĩa của văn kinh, nhưng chưa sát nữa, chưa sát nữa. Vô thường thị thường, tức là vô thường là thường, không phải. Chính bản thân nó là thường vô thường. Bản thân tất cả các pháp là thường vô thường. Cho nên chưa có một cái lần nào tất cả các pháp bị sanh diệt cả. Chúng ta phải hiểu lại điều này. Vì vậy chúng ta hiểu vô thường mà không mất, thì chúng ta sẽ hiểu được cái vô thường lục tổ muốn nói ở đây. Tức là vô thường tức là Phật tánh. Còn nếu mà chúng ta hiểu vô thường theo một cái nghĩa khác, thì vô thường không phải là Phật tánh. Vô thường là cái gì nó có rồi nó mất, nó sanh rồi nó diệt, theo cái tâm của một phàm phu. Vì tất cả các pháp từ xưa giờ chưa có một lần bị sanh diệt theo cái nghĩa này. Vì vậy một người hiểu như thế này rồi thì sao? Chúng ta thấy trong tất cả những cái ngữ nghĩa của văn kinh, chúng tôi thấy cái từ mà diễn tả tự tánh ở trong kinh Kim Cang là đúng nhất, gần nhất. Chúng ta dùng từ là gần chứ đúng thì không hẳn là đúng nhất, nhưng mà gần vì cái diễn tả cái từ vô trụ. Vô trụ để thấy tự tánh của chúng ta từ xưa giờ chúng ta có cái hiểu lầm mà trước chúng ta nói, đã có nói một lần rồi đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng tự tánh chúng ta là một cái gì nữa, mình dùng từ là thường tại định, mình nghĩ cái định là cái chết đứng. Tự tánh chúng ta chưa bao giờ bị chết đứng, chưa bao giờ có chuyện đó, không có. Tự tánh luôn sống động, vận hành sống động một cách mãnh liệt để hình thành tất cả vũ trụ trần gian này. Và cái sự vận hành mãnh liệt đó nó làm cho tất cả được có ra, và các tất cả các pháp luôn tiến hóa. Vì vậy mà phàm phu thì thấy có thường theo cái kiểu tà thường, phải không? Thấy có vui theo cái kiểu khổ vui của thế gian, chứ không phải là cái chân lạc. Rồi thấy có cái ngã thật và thân này sạch đẹp. Còn nhị thừa thì thấy là thân này là vô thường, phải không? Là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Thì bốn cái của phàm phu và bốn cái nhị thừa theo kinh Niết Bàn cho là tám điên đảo. Cho nên trong kinh Niết Bàn mới nói tới gì là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Tức là rõ ràng thế gian này nó là thường, chân thường thực sự, chứ chưa từng bị vô thường. Thế gian này nó là chân thường. Và chân ngã là toàn tri đó. Cái chân ngã tức là toàn tri, tức là cái đó nó chưa từng bị khổ, bị vui, gọi là chân lạc. Và hoàn toàn chưa có bị nhiễm nhơ lúc nào, gọi là chân tịnh. Tức là rõ ràng thế gian này từ xưa tới giờ nó luôn là như vậy. Thì đó là cái ý ở trong kinh Niết Bàn nói. Cho nên ở đây hành xương nghe được hành xương ngộ. Chúng ta mới thấy cái bài kể của hành xương ngộ. Vì giữ tâm vô thường, tức là từ trước đến giờ theo kiểu phàm phu rồi, mình cũng nói rồi, tâm phàm phu là thế gian có thường. Nhưng mà giờ học hiểu một chút cái mình thấy có cái chuyện vô thường, nghe không? Do mà thế gian, ở do cái thấy biết mà các ông hiểu thế gian này là vô thường đó, mà Phật mới nói là có tánh thường. Tức là và lục tổ mới nói chúng ta là vô thường là Phật tánh. Tức là từ xưa giờ chúng ta học Phật Pháp một chút rồi, chúng ta thấy tất cả các pháp là vô thường. Bây giờ mình giữ cái tâm mình, vì mình giữ cái tâm, cái thấy hiểu của mình, tất cả các pháp này là vô thường. Cho nên Phật phương tiện nói, Phật bắt đầu mới nói là tất cả các pháp là thường. Mà sở dĩ Đức Phật nói vô thường, tức là Đức Phật phương tiện. Và dù thường và vô thường cũng là cái phương tiện để nói mà thôi. Tất cả các pháp nó chưa từng là thường, là vô thường, nó vốn dĩ là như vậy. Cho nên nói tất cả mọi cái đều là phương tiện thôi. Như ao sưng mò gạch. Cái vị ví dụ như ao sưng mò gạch, chúng ta thấy á, ở trong kinh có cái mẫu chuyện là có một người trưởng giả đi với chèo ghe đi với ao sưng chơi, tự nhiên cái chiếc nhẫn nó kim cương nó rớt xuống ao. Thì mạnh người nào nới phóng xuống lặn mò, và trong đó mỗi người mò xuống thì lụm được một cục gì đó, cứ nghĩ là lụm được cục kim cương mới leo lên đưa lên, nhưng mà đó là cục gạch. Thì vậy là có một người trí, họ không cần phải lặn lội xuống. Tại giờ họ biết viên kim cương là nước, không phải phủ đục, mà cái kim cương như ý đó thì ở đâu nước nó sẽ lóng trong tới đó. Cho nên họ chỉ ngồi chờ khi nước lóng lại,
nước lóng lại thì ngồi nhìn thấu xuống dưới ao, thấy chỗ đó là viên kim cương, từ từ xuống lụm lên khỏi cần lặn mò. Hay như ao sưng mò gạch, đó là cái ví dụ trong kinh như vậy. Điều đó để thấy rằng khi mà chúng ta còn lầm lẫn để mà dụng công á, muốn diễn tả cái giai đoạn mà người lặn xuống ao sưng để mò được cái này, mò được cái kia, mò được cái nọ, trong lúc mà lặn dưới nước là lúc mà mù tối, lúc mà vẫn đục đó đó, lúc mà còn lặn trong cái nước vẫn đục đó, lúc mà còn si mê để dụng công đó, thì chúng ta được cái này, chúng ta thấy có sở đắc được cái kia, chúng ta thấy có sở đắc được cái nọ, chúng ta thấy có sở đắc, tất cả sở đắc đó giống như viên gạch, không có giá trị, đúng không? Tất cả những cái sở chứng sở đắc trên bước đường công phu đều như viên gạch viên ngói giữa ao sưng mà thôi. Nhưng mà chưa có mò đúng được cái cục kim cương, đúng không? Khi nào người đó không dụng công mà lắng trong để thấy được cái sự thật viên kim cương nằm đâu, cái này không phải là do dụng công nữa. À, cho nên thấy được viên kim cương nằm đâu, tự động bước nhẹ xuống để mà lấy thôi, chứ không phải là lặn hụp để mò cực khổ nữa. Nhưng mà những người mò cực khổ, họ nói là tôi đã cực khổ như vậy, tôi làm còn không ra, tôi mò còn không được, kiểu ông ngồi không ông tự thấy, thì như vậy là phi lý quá, không? Phi lý quá. Nhưng sự thật người trí họ không cần làm điều đó, họ không cần phải nhọc nhằn mò như chúng ta. Cho nên đối với cái đạo thiền, nó có một cái điều đặc biệt là hình là không phải dụng công theo cái kiểu thường tình như tất cả các công phu khác, mà đạo thiền chỉ thuần chỉ chúng ta nhận được tự tánh thôi. Nay tôi chẳng dụng công mà Phật tánh hiện tiền. Cái câu nói này đủ biết hành sư ngộ đạo, và tất cả những người ngộ đạo đều liền nói là một câu là chưa từng dụng công mà ngộ được tự tánh. Nếu dụng công mà ngộ được tự tánh thì không phải, chúng tôi phải nói như vậy. Và điều này nếu mình nói ra nó sẽ bị bích lòng bích lòng thật sự. Và chính chỗ này hành xương đã ngộ, hành xương cũng thốt lên rằng ngày nay ngài chưa từng dụng công mà Phật tánh lại hiện tiền. Sự thật là như vậy. Nếu chúng ta còn làm là bản ngã làm, nếu chúng ta còn công phu là bản ngã công phu, nếu chúng ta thành tựu là bản ngã thành tựu, còn khi chúng ta không làm mới rớt bản ngã ra. Chúng ta tự suy nghĩ là đi, ai muốn làm? Cái người muốn làm đó là ai? Người muốn làm đó là ai? Tất cả những dụng công đều là khởi từ cái muốn cả. Chúng ta muốn dụng công để chúng ta được cái này, chúng ta muốn để chúng ta được cái kia, chúng ta muốn để chúng ta được cái nọ, chúng ta muốn thành tựu công phu, chúng ta muốn có năng lực, chúng ta muốn được định, chúng ta muốn được cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì đó. Tất cả những cái ham muốn gom lại nó chỉ là cái khởi nghĩ của bản ngã mà thôi, đúng không? Bây giờ khi chúng ta buông bản ngã, chúng ta còn ham muốn không? Không còn ham muốn thì không thể dụng công được, và lúc đó Phật tánh hiện tiền. Nhưng mà tôi hay nói chơi á, tôi hay nói chơi mà từ trước giờ tôi nói là sở dĩ mà chúng ta dụng công mà đến một ngày nào đó chúng ta ngộ đạo á, thì giống như một người mà chạy mệt quá rồi cái đứt hơi té xỉu. Đứt hơi té xỉu có nghĩa là lúc đó không còn chạy được nữa, không còn gắng gượng để chạy đâu, không còn gắng ngồi dậy được, và cũng không còn gắng đứng dậy được, thì lúc đó ngộ đạo. Lúc đó là cái tâm thức hoàn toàn không còn có cái cựa quậy để nó muốn làm cái gì nữa, chứ không phải do công phu mà tâm thức nó ngưng lại. Chúng ta đừng có hiểu lầm, do chúng ta mệt mỏi quá rồi chúng ta không còn làm nổi nữa, ngã cái ịch ra đó, thì hy vọng phút giây đó phút giây mà chúng ta hết còn làm gì nổi là lúc đó chúng ta ngộ đạo, lúc đó chúng ta có khả năng ngộ đạo. Cho nên ở đây một người sáng mắt đại diện cho những người sáng mắt khác nói một câu là nay ta chưa từng dụng công mà tự tánh hiện tiền. À, tức là tự tánh nó đã vốn hiện tiền từ ngàn xưa tới giờ rồi, mình nghĩ là mình đã rời tự tánh được. Mình nghĩ là mình đã tách rời, mình nghĩ là mình đã cách xa, bây giờ mình mới đi mới về, mình nghĩ là mình ở đâu á, bây giờ mình trở lại, đúng không? Mình nghĩ là mình có thể thoát ra được tự tánh rồi, bây giờ mình tu để mình quay về, vân vân. Tất cả những cái nghĩ đó là cái lầm lẫn của chúng ta, cho nên chúng ta mới bắt đầu dụng công. Chứ một người mà ngộ tự tánh rồi, thì tự tánh là cái phủ trùm với chúng ta, đừng bao giờ mà chúng ta có một cái công phu nào có thể thoát được. Hồi xưa từ năm 96 tôi giảng kinh Kim Cang, tôi có một cái ví dụ á, tức là một người ngộ tánh giống như là sao, giống như một đứa trẻ bị chặt đứt tay đứt chân, bị quăng ra giữa biển khơi á, thì nó không còn cách nào để bơi lội ra khỏi cái biển đó nữa. Người ngộ tánh khi giật mình ra là giống như một đứa trẻ đứt tay đứt chân mà rớt giữa biển, lúc đó mới bắt đầu ngộ tánh. Thì vậy là hay ra được là mình đã tràn ngập ở trong đó, chứ không phải là mình tu để quay về. Chúng ta dùng từ là hay ra
tức là mình nhận ra cái cũ, cái vốn có, cái sẵn đủ của mình, chứ không phải là ngộ, không phải là thêm, không phải là bớt, không phải là hiểu, không phải là gì hết. Mà hay ra, cái từ mà chúng tôi đã nói cách đây hơn 10 năm, chúng tôi dùng từ là hay ra. Có nghĩa là chúng ta giật mình hay ra mình có cái này. Giống như bây giờ mình đang đi vậy, mình không biết nhớ mình có thân, trợt té cái bịch, cái mình nghĩ là mình bị đau chỗ nào, mà nó hay là cái thân mình có đây. Không? Tức là chúng ta hay ra cái nó sẵn như vậy, chứ không phải do chúng ta dụng công. Chúng ta dụng công mà để có kết quả thì coi chừng những kết quả nó giống như mò gạch ở ao xuân mà thôi. Không hơn, không kém đâu. Cho nên ở đây hành xương ngay lần đầu ngộ đạo đã ngộ tới nơi, phải nói như vậy. Khi một người đã thấy rằng không do dụng công mà tự tánh hiện tiền là người đó đã ngộ tới nơi. Còn nếu mà nói là dụng công rồi phải thế này, dụng công rồi phải thế kia, kiến tánh rồi mới khởi tu vân vân, tất cả những lời nói đó đều phải xét lại. Cho nên không phải thầy trao cho và tôi cũng không có sở đắc. Tức là cái này cũng không phải thầy trao, quả tình là đúng như vậy rồi, nhưng mà hoàn toàn cũng không có sở đắc. Có gì đâu đắc, tại cái này nó đã vậy rồi. Từ xưa giờ mình không hay ra, giờ mình giật mình mà hay ra, mình đã là vậy rồi, đắc cái gì? Đắc cái gì, chứng cái gì? Và có mình ở đâu mà đắc mà chứng ở chỗ này? Cho nên qua câu nói này chứng tỏ rằng hành xương đã ngộ đạo. Và chúng ta nên nhớ một điều, tất cả những người mà ví dụ như Lâm Tế, Lâm Tế sau 3 lần ăn gậy ở Hoàng Bá thì đi tới Đại Ngu, phải không? Tới Đại Ngu, Đại Ngu hỏi là ngài Hoàng Bá dạy ngươi cái gì? Ông nói con không biết làm sao mà con có lỗi gì, mỗi lần tới hỏi thế nào để ý Phật Pháp, mỗi lần bị ăn đòn. 3 lần vậy con không hiểu gì thôi, buồn quá ăn đi. Đại Ngu nói cái bà già Hoàng Bá từ bi ngươi quá trớn rồi, ngươi còn bây giờ còn tìm lỗi hoặc không lỗi chỗ đó nữa. Cái tự nhiên ông ngộ. Ông ngộ thì câu đầu tiên ông nói cái gì? Đạo lý của Hoàng Bá không có nhiều. Nó rằng có đạo lý đâu nhiều. Hoàng Bá chưa cần có một miếng đạo lý nữa. Không có miếng nào hết, lấy gì nhiều. Và tất cả những người ngộ đạo chưa từng có một miếng đạo lý gì, chưa từng có một chút công phu gì. Vì đạo nó đã như vậy và sống đúng như đạo, vậy là hoàn toàn người đó sạch bách luôn, không còn vốn liếng gì hết luôn. Đạo lý đâu có nữa nhiều. Cho nên một người ngộ đạo mới thấy ra công phu mấy mươi năm nay là quá thừa, quá dư, quá uổng, quá phí hoài công sức của mình. Mình luôn luôn, luôn luôn phí phạm cái cuộc đời của mình. Phải nói như vậy mà đi vào công phu. Cho nên rồi bất kỳ một người ngộ đạo nào đều phải thấy ra một cái chuyện đầu tiên là rõ ràng công phu từ trước giờ quá thừa. Phải nói như vậy, thừa quá thừa luôn, quá phí phạm luôn. Và ngộ đạo như hành xương ở đây là rõ ràng là không phải do công phu mà tự tánh tự hiện tiền nha. Tự tánh đã hiện tiền rồi mà từ xưa giờ mình không hay ra, tới giờ phút này mình giật mình tự tánh nó là như vậy, chứ không phải là do mình tu mới được tự tánh này. Nếu tự tánh do chúng ta tu ra thì tự tánh nó đem đi dục, không xài được, phải không? Nếu mà tự tánh do ai đó mà làm được á, thì rõ ràng là tự tánh này không có xài được rồi. Vì tự tánh vốn là như vậy, chúng sanh mê lầm không nhận ra mà thôi. Khi nhận ra thì nó vốn có, nó đủ hết tất cả mọi cái. Chứ không, ta không cần chúng ta phải mài dũa thêm, không cần chúng ta phải làm đẹp cái gì. Có một vị tiền sư nói là đại đạo thiên nhiên tối kỵ trang hoàng. Chúng ta muốn thêm cái gì, chúng ta muốn bớt cái gì, chúng ta muốn làm đẹp, làm xấu gì gì trong đó là chúng ta đã bị phạm rồi. Chúng ta đã bị phạm. Cho nên qua câu nói của hành xương thì lục tổ chấp nhận. Nay ông mới triệt vậy. Tức là câu nói đầu tiên lục tổ đã khẳng định hành xương triệt đạo luôn, chứ không phải ngộ một cách bình thường nữa. Cho nên đặt tên ông là Chí Triệt. Tức là ngộ tới cái tổ tột cùng của nó gọi là Chí Triệt. Phải nói từ trước đến giờ người đầu tiên mà lục tổ vừa công nhận mà vừa đặt luôn cái tên, mà cái tên ngộ tới cái chỗ mà tột cùng của đạo lý. Rõ ràng là tất cả những người trước ngộ chưa có một lối trình kiến giải giống như vậy. Ngay người đầu tiên mà biết rằng cái tự tánh của mình là không phải do công phu mà được. Tức là nay không thèm công phu mà tự tánh tự hiện bài làm học. Thứ hai là không phải do thầy trao. Và thứ ba là hoàn toàn không có sở đắc. Mặc dù tự tánh hiện tiền như vậy, không có Phật, không có chúng sanh, không có ta, không có người, tan nát hoàn toàn bản ngã, thì không có ai trong đó để được mà mất. Cho nên hoàn toàn không còn sở đắc nữa, thì người đó là người triệt đạo. Vì vậy lục tổ đặt tên ổng là Chí Triệt. Tức là tới cái tổ tận cùng của nó, triệt ngộ tới cái chỗ tận cùng của nó, cho nên đặt tên là Chí Triệt. Đến một vị kế tiếp nữa là ngài Thần Hội, là một chú bé 13 tuổi từ chùa Ngọc Truyền đến tham lễ lục tổ. Tổ hỏi: tri thức từ xa nhọc nhằn đến lại đem được cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì nên biết được ông chủ, thử nói xem. Tổ viết đây cũng là cái loại căn cơ, mới 13 tuổi mà hỏi cái kiểu này là biết là lục tổ đã nhìn thấu ngài Thần Hội rồi. Thần Hội nói: lấy vô trụ làm gốc,
thấy tức là chủ. Ghê chưa, mới 13 tuổi mà nói chuyện nghe. Tức là vừa lập cục tổ là coi như là xúc cờ ra trận liền. Ngày xưa nó có cái hay đó, tức là tất cả những pháp hội thiền á, chúng ta thấy sống động vui tươi lắm, chứ không phải trầm 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 như mình bây giờ đâu. Không phải là độc diễn như cái kiểu như tôi bây giờ. Này không phải là pháp hội của thiền. Sau này chúng ta thấy pháp hội của thiền là luôn luôn sống động, tức là luôn luôn có hỏi đáp tức thì để khai thị thôi, chứ không có cái chuyện giảng thuyết như thế này nữa. Một ngày nào đó hy vọng là chúng ta sẽ có những cái cuộc gặp gỡ đó nó vui hơn. Còn bây giờ thì buộc chúng ta phải đi một vòng tâm thức chơi cho nó vui cái đã. Thì bây giờ ngay lần đầu tiên mà thằng hội gặp lục tổ bắt đầu dương bẫy ra phải không? Ông đến đây nếu mà có mang cái gốc đó không, nếu có thì ông trình ta xem và biết nói được ông chủ ra như thế nào. Thì thằng hội nói là vô trụ là gốc. Rõ ràng cũng đúng. Và thấy tức là ông chủ. Hay quá rồi, còn đợi gì nữa. Tổ bảo ông là sa di này đâu nên nói như thế, tức là nít quá mà đặt nói. Giọng tay tổ. Thằng hội bảo hòa thượng tọa thiền lại, thấy hai chân, bắt đầu gài hỏi lục tổ. Hòa thượng tọa thiền thấy hai chân, tổ cầm gậy đánh vô đầu, hỏi tôi đánh ông có đau hay chẳng đau. Thằng hội đáp cũng đau cũng chẳng đau. Ghê chưa. Tổ bảo tôi thấy cùng không, cũng chẳng thấy. Thằng hội hỏi thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy. Tổ bảo chỗ thấy của tôi là thường thấy những lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy phải quấy tốt xấu của người khác, ấy gọi là cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Còn ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chẳng đau thì đồng như cây đá, còn nếu ông đau thì đồng với phàm phu tức khởi sân hận. Ông hướng về trước để thấy, hướng về trước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau và chẳng đau là sanh diệt. Ông tự tánh lại chẳng thấy mà dám đùa với người. Thằng hội quản liền lễ bái sám hối. Tổ nói tâm ông nếu mê chẳng thấy thì hỏi thiện tri thức để tìm đường, còn tâm ông nếu ngộ tức tự thấy tánh y pháp tu hành. Ông tự mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì tự biết, há lại thay cái biết cho ông. Nếu ông tự thấy cũng chẳng thay được cái mê cho ta. Sao chẳng tiếc chẳng biết tự thấy mà hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Thần hội lễ hơn 100 lại xin sám hối tội lỗi, rồi siêng năng hầu hạ bên cạnh lục tổ không rời. Chúng ta thấy một chú bé rất là vui, mới 13 tuổi mà đi học đạo. Đây rõ ràng là một vị phải nói là có căn khí lớn. Khi tới lục tổ 13 tuổi mà đối đáp như vậy thì không phải người đơn giản. Tức là thấy được cái vô trụ làm gốc và thấy tức là chủ. Nó không sai với văn kinh, không sai với văn kinh. Nhưng mà cái người chuyên môn mặc dù nghe người khác nói nó rất là đúng, nhưng mà biết nó là rỗng. Đây là cái chuyện chúng ta phải thấy. Cho nên có khi cái người không chuyên môn nghe một người khác nói về đạo lý, chúng ta nghe y hệt, nghe giống như văn kinh, đúng như lời chư tổ nói, và chúng ta ngờ ngợ người đó chắc là ngộ đạo rồi. Chúng ta không bao giờ thấy được cái chất vọng, cái chất giọng của họ. Cái người nói đạo lý chúng ta mình nghe đạo lý, chúng ta nên có một chút tinh tế, tinh tường một chút, chúng ta mới nhận ra cái chất giọng của nó nói điều gì. Dù điều đó là đúng với lời của Phật tổ, nhưng mà bên trong nó có một cái gì á, có một cái gì, có một cái chất giọng gì. Chúng ta có một cái trực giác hết sức là nhạy, chúng ta nhận ra được rõ ràng là một là ông này ông nói chuyện này còn hơi ngờ ngợ, ông chưa rõ nè. Hai là ông chưa chắc chắn, thứ ba là ông sao á, tức là ông học thuộc lòng, ông có thể nói đúng như vậy. Ông tin chắc là người kia nói đúng, cho nên giờ ông lập đúng lời đó, ông cũng khẳng định rằng ông đúng. Nhưng mà sự thật thì ông chưa tới. Cho nên chỗ này lục tổ phát hiện ra, tức là một chuyên gia rồi. Thử vàng thì chỉ cần đưa ra ngang cái là biết, vàng thiệt vàng giả liền, khỏi cần đưa lên lò. Mà lục tổ cũng phải với một người con nít á. Nếu là người lớn thì lục tổ có sức để bẻ một cách bình thường, nhưng mà vì thần hội còn quá nhỏ, cho nên lục tổ mới đánh thần hội và hỏi đau và không đau để lý luận, để bắt bẻ thần hội. Thần hội không còn đường để cãi nữa. Mấy đứa bé thì hay cãi lắm, cho nên mà phải bắt tới lý. Nếu mà không đau là phàm phu, mà không đau thì như gỗ đá. Và đau và không đau chỉ là cái chuyện của hai đầu, chứ chẳng có dính dáng gì với cái Phật tánh cả. Và điều nữa là thấy biết á, thì cái thấy của lục tổ cũng không thay được cái mê của thần hội. Và nếu thần hội có thấy đến nữa cũng không thay được cái mê của lục tổ. Cho nên muốn dọ hỏi hướng ra bên ngoài để coi người ta thấy biết hay không, thì người đó vẫn là còn phóng tâm tìm đạo, chứ chưa phải là cái người trở về cái bản gốc. Thì chỗ này thần hội nhận ra, phải nói là người có căn khí. Tức là khi lục tổ đã
dò xét xong và lục tổ giảng dạy thì lúc đó thần hội nhận đạo lý liền. Và sau đó thần hội lại và xin sám hối lục tổ, siêng năng hầu hạ bên cạnh lục tổ không rời. Tức là từ giờ phút này thần hội bắt đầu làm thị giả lục tổ. Một hôm tổ bảo chúng: tôi có một vật không đầu không đuôi, không danh không tự, không lưng không mặt, các người lại có biết chăng? Thần hội bước ra nói rằng: ấy là bổn nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ bảo: ông đã nói, tôi đã nói với ông là không danh không tự, ông liền gọi là bổn nguyên, là Phật tánh. Ông nhầm đi lấy cỏ tranh che đầu, cũng chỉ thành cái hạng tông đồ của hàng tri giải mà thôi. Chúng ta thường hay vướng vào cái danh tự, cái văn từ, cái chữ nghĩa. Thường là như vậy. Ví dụ như nói cái không đầu không đuôi thì đó là tự tánh. Tự tánh cũng là cái văn từ chữ nghĩa nó hiện ra trong đầu chúng ta. Làm sao đến một cái ngày nào đó chúng ta nhận ra được một cái mà nó không thành hình văn từ chữ nghĩa bên trong mới đúng. Chúng ta nên nhớ, cái gì mà chúng ta nhận ra mà nó còn hiện, ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, tâm mình nó rỗng lặng rồi, mình có cái hiểu đó là tự tánh. Cái từ tự tánh, cái từ Phật, cái từ Niết Bàn nó đang hiện trong đầu của mình. Và mình còn nhận cái này nhận cái kia, tức là trong tâm thức chúng ta vẫn còn hiện hình bóng, hiện ngôn ngữ văn tự trong đó, thì biết rằng lúc đó chúng ta chưa nhận ra rõ ràng. Và khi nào chúng ta một lần hết cái hình bóng, hết ngôn ngữ văn tự, thì lúc đó chúng ta mới nhận ra điều thật. Cho nên ở đây thì là không danh không tự thì là tự tánh cái gì nữa? Không đầu không đuôi, không danh tự là Phật tánh, là bổn nguyên chư Phật, là tự tánh của thần hội ha. Tức là rớt vào cái hàng tri giải thực sự. Còn cái người biết chuyện mà không phải tri giải thì không có cái ngôn ngữ văn tự từ trong đầu, từ trong đầu. Tức là một phen mà đầu chúng ta hết ngôn ngữ văn tự mà chúng ta hay biết tất cả mọi cái, thì lúc đó là lúc tự tánh hiện. Khi tự tánh hiện rồi thì chúng ta cũng không còn ở đó để phân biệt là có cái này có cái kia, đây là đạo, đây là không đạo, đây là cái gì hết, mà chỉ thuần là cái thức ngộ hoàn toàn thôi. Thì cái thức ngộ lúc đó nó không phải là cái tâm thức bình thường như chúng ta đang hay biết ở đây. Một lúc nào chúng ta bước một bước nhẹ ra khỏi chân trời của tâm thức thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp nhận được cái toàn tri thực sự như thế nào. Cái toàn tri đó không phải là thân căn ngũ uẩn này, không còn rớt vào cái tầng của thân căn ngũ uẩn nữa, không phải do phân biệt cái kiểu của phàm phu nữa, không phải như vậy. Mà chúng ta không có cái gì không rõ biết thì lúc đó mới là chúng ta ngộ tánh. Cho nên ở đây thần hội mặc dù biết là cái đó chính là bổn nguyên của chư Phật, tức là hiểu được cái tự tánh là cái không có tên, không có tuổi, không có đầu, không có đuôi, phải không? Không trước, không sau, không màu, không sắc, không hình, không dạng, vân vân. Thì thần hội liền hiểu cái đó là tự tánh chứ gì nữa. Như vậy thì chúng ta đã hiểu như tất cả những người phàm phu khác hiểu. Nhưng mà chúng ta có chuyển hóa hay không? Hoàn toàn không có, chúng ta vẫn trơ lại đó. Cho nên khi mà chúng ta nhận được cái không đầu không đuôi á, thì lúc đó con đầu chúng ta không phải là cái hoạt động của tâm thức nữa, nhưng mà chúng ta chuyển hóa thật sự. Cuộc đời chúng ta có một bước thay đổi hoàn toàn. Thì khi nào đầu chúng ta nhận được một điều gì, thật sự thì nói dùng cái từ đầu nhận nó cũng là một cái sự sai lầm. Khi nào cái đầu chúng ta hết nhận được cái gì nữa phải nói như vậy, tức là chúng ta hết biết cái gì, hết hiểu cái gì, hết lải nhải trong này hoàn toàn, lúc đó chúng ta mới bước ra. Dụng từ bước ra tâm thức, nhưng sự thật thì tâm thức lúc đó đã chết rồi. Một lần chúng ta chết tâm thức thực sự thì lúc đó chúng ta tự hòa nhập trong đó, tức là chúng ta hòa tan ở trong tự tánh, thì sau đó tự tánh mới dựng lại cuộc sống chúng ta, tức là chúng ta bắt đầu sống lại cái đời sống khác. Thực sự là chúng ta sống lại đời sống khác, vẫn còn mang thân căn ngũ uẩn này, nhưng mà rắn lúc này đã chuyển thành rồng rồi, chứ không còn là con rắn bình thường nữa. Cá gọi là cá trở thành con cá thần rồi, chứ không phải là con cá bình thường nữa. Tức là cũng là thân căn ngũ uẩn này, vẫn xài cái thân căn ngũ uẩn này, nhưng mà lúc đó không phải là cái người cũ, không phải là cái thân của cha mẹ chúng ta sanh nữa, mà lúc đó tự tánh bắt đầu sanh lại lần thứ hai. Toàn bộ cuộc sống chúng ta bắt đầu tươi nhuận lại hoàn toàn. Chúng ta mặc dù lớn tuổi nhưng mà rõ ràng trong tâm chúng ta không còn cũ như hồi trước nữa, không phải là cái đầu của mấy chục năm này, không phải như vậy nữa, mà là cái đầu mới hoàn toàn. Chúng ta là con người mới, từng giờ từng phút từng giây tới về sau chúng ta hoàn toàn mới mẻ, không có cái chuyện cũ. Và như vậy là cuộc sống chúng ta bắt đầu tươi nhuận ra, sống hoài mà không thấy già. Tại vì có giờ có phút có giây nào trong đầu đâu mà già. Chúng ta chưa từng có quá khứ vị lai nếu một lần chúng ta đã chết tâm thức. Thì như vậy là chúng ta không còn chuyện trước chuyện sau. Mặc dù muốn biết mà biết 1 tỷ năm cũng vẫn biết, nhưng mà buông ra rồi là hoàn toàn trống bách, không có chuyện quá khứ vị lai. Cho nên là không có chuyện tuổi tác với người đó nữa.
Cho nên có nhiều khi thiền sư hỏi ông này mấy tuổi, ông nói là tôi đồng tuổi với hư không, đồng tuổi với hư không, không có tuổi tác. À, vì vậy mà một người mà có kiến giải chỗ này là tự tánh, chỗ kia là Phật, chỗ nọ là cái gì đó, thì đó là cái kiến giải của hàng tri giải mà thôi, tức là loại hiểu biết tri thức. Thần hội thì không thấy nói cái chuyện ngộ, nhưng mà sau khi lục tổ diệt độ, tức là lục tổ tịch rồi, thì ngài thần hội vào kinh lạc quần truyền pháp đốn giáo của Tàu Khê, viết bộ Hiển Tông Ký thành hạnh ở đời, được gọi là thiền sư Hà Trạch. Ngài thần hội thì có viết bộ Hiển Tông Ký, và có một cái số dư luận chúng tôi chưa nắm rõ lắm, thì có một cái số nơi thì cho cái bài chứng đạo ca không phải là ngài Quyền Giác mà của ngài thần hội. Ngài thần hội chứ không phải ngài Quyền Giác, vì cái lý luận trong Hiển Tông Ký của ngài thần hội nó siêu xuất lắm. Chúng ta đây không biết có ai đọc quyển đó chưa, chắc chưa có dịp đọc, có duyên chúng ta sẽ giảng quyển đó. Tức là ở trong Hiển Tông Ký có một cái chỗ mà thần hội dùng cái từ tri hành hợp nhất, nhưng mà sau này nó có một cái ông Dương Văn Minh gì đó ở Trung Quốc cũng có nói chuyện tri hành hợp nhất này, nhưng mà tôi biết là họ ông đó ăn cắp của thần hội. Nếu chúng ta đọc nguyên sử chúng gặp cái bài Hiển Tông Ký thần hội thì thần hội đó nói chỗ này, tức là nghe cái thấy biết hiện tiền á, tên tri hành hợp nhất tức là thấy biết hiện tiền. Như cái chỗ này là thấy, tức là chủ từ hồi mà còn con nít thần hội đã nói chuyện này rồi, đúng không? Từ hồi 13 tuổi thần hội đã nói chuyện này rồi. Cho nên sau khi ngộ đạo thần hội rất vững trong lý luận này. Vì vậy mà ngay nơi thấy tức là Phật. Tri hành hợp nhất, tri hành hợp nhất. Đó là cái lý luận của thần hội chứ không phải là ông Dương Văn Minh theo cái kiểu một số lý luận khác. Và cũng có một số dư luận khác cho ngài thần hội là sắp xếp lịch sử của ba vị tổ. Có một số tông phái khác cho là thần hội sắp xếp lịch sử ba vị tổ, nhưng mà đó là một điều sai. Bởi vì sao? Nên trong này chúng ta nhận ra một điều nè, là ở cái đoạn trước á, sau khi mà lục tổ đã cấm cái cây tích trượng xuống nước xì lên để giặt y, thì lúc đó có một vị tăng từ Ấn Độ qua, quý vị nhớ cái đoạn đó không? Thì khi vị tăng từ Ấn Độ qua được ngài Mồ Đề Nạt Ma nói là ở Đông Độ là còn y bác của ta, ngươi phải đi nhanh tới đó để mà chiêm bái một lần sau cùng. Và sau đó lục tổ Huệ Năng mới mời ổng là tạc cái tượng của lục tổ rồi xé y ra, và xé y ra rồi chôn ở chỗ đó một miếng. Và sau này ổng tái lai, ổng trở lại thành vị tăng ở đó mới cất lại cái chùa, đúng không? Và còn một cái nữa là lục tổ Huệ Năng khi mà nhận ngài Nam Nhạc Ngoại Nhượng á làm đệ tử, tức là sau khi ngài Nam Nhạc Ngoại Nhượng đã ngộ đạo rồi, thì lục tổ Huệ Năng nói là cái lời ấn ký của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái gì thấy ấn ký thì sao? Dưới chân ngươi có một con nhất mã câu đạp chết người trong thiên hạ, đúng không? Có nghĩa là từ ngày sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma đã ấn ký tới đời lục tổ Huệ Năng là qua 6 đời nha, tới ngày Nam Nhạc Ngoại Nhượng là sau đời lục tổ nữa, mà sau đời lục tổ là đệ tử của Nam Nhạc Ngoại Nhượng sẽ có một đệ tử nữa tên là Mã Tổ Đạo Nhất. Nhất Mã Câu tức là Mã Tổ Đạo Nhất đạp chết người trong thiên hạ, tức là cái thời của ngài Mã Tổ rất là thịnh thiền, 72 người ngộ đạo dưới tay của ngài Mã Tổ. Cho nên là điều này, cái lý luận cho ngài thần hội viết lại sử ba vị tổ là sai, đúng không? Tại vì trong cái bản kinh Pháp Bảo Đàn đã nói được cái ấn ký, cái thọ ký mà cách đó 6-7 đời luôn, tức là từ cái thời Bồ Đề Đạt Ma. Và điều này khiến cho chúng ta làm lạ một cái nữa là tới cái thời mà lục tổ Huệ Năng đã cấm cái tích trượng xuống để giặt y á, thì ông Tăng ở Ấn Độ đi bay bằng thần thông qua Trung Quốc, đi bằng thần thông qua Trung Quốc hiện trước mặt ngài lục tổ và đảnh lễ lấy y sau cùng, đảnh lễ lúc đặt y. Thì như vậy là chứng tỏ rằng Bồ Đề Đạt Ma không chết. Tới giờ phút đó Bồ Đề Đạt Ma vẫn chưa chết, nghĩa là trải qua 5-7 đời rồi Bồ Đề Đạt Ma mới xúi vị tăng này để tới để đảnh lễ. Thì rõ ràng là ngài còn ẩn thân ở trên nào đó chứ không phải là chết theo lịch sử luôn. Đó là điều để chúng ta thấy. Cho nên có những cái giả thuyết cho ngài thần hội là viết sử ba vị tổ là điều đó hoàn toàn không đúng. Tức là ở đây chúng ta có luận cứ để chúng ta chứng minh rằng cái sử ba vị tổ không phải do bàn tay ngài thần hội. Còn cái chuyện mà cái bài chứng đạo ca thì chúng ta không biết làm sao, thì sau này chúng ta có học thì chúng ta sẽ tìm ra được lý luận ở đó. Tổ thấy các tông nạn dấn nhau đều khởi tâm ác, phần nhiều nhóm ở dưới tòa tổ, ngài thương xót mới bảo rằng người học đạo tất cả niệm thiện niệm ác nên phải dẹp sạch, không tên có thể gọi ấy gọi là tự tánh, tánh không
ấy gọi là Phật tánh. Trên Phật tánh dựng lập tất cả giáo môn, ngay lời nói liền phải tự thấy. Các người nghe đều phải làm lễ và chinh thờ Lục Tổ làm thầy. Tức là trong cái thời Lục Tổ cũng có nhiều tông rồi bắt đầu họ nạn vắng nhau, họ khởi tâm phân biệt thiện ác hơn thua để lập tông lập phái, thì lúc đó Lục Tổ mới đứng ra dạy. Nhất là người học đạo thì tất cả cái thiện ác đều nên phải dẹp sạch nơi tâm mình cái đã, rồi không tên có thể gọi, huống chi là tông phái, không? Tên còn không có nói gì là tông. Thì cái chỗ mà không tên không danh tự đó thì đó chỗ đó là tự tánh, mà tánh không hai đó mới là thật tánh. Và cái thật tánh đó dựng lập tất cả giáo môn, tức là nếu muốn dựng lập tất cả giáo môn thì các ông phải trụ trong tự tánh mà dựng lập. Chứ còn mấy ông chưa ngộ tự tánh mà mấy ông muốn lập tông lập phái thì rõ ràng là một điều sai lầm. Cho nên những người này sau khi nghe điều dạy của Lục Tổ Huệ Năng, thấy chí lý thì đảnh lễ bắt đầu bỏ sự tranh chấp của mình. Tức là trong cái thời Lục Tổ thì nhiều người muốn lập tông lập phái, tại vì nghe Nam Năng Bắc Tú rồi thì họ cũng muốn là thêm tông gì đó nữa trong cái thời điểm đó. Nhưng mà Lục Tổ đã dạy họ đều thấy tất cả các pháp thiện ác phải dẹp mà. Khi hết thiện ác rồi thì không tên có thể gọi, ấy gọi là tự tánh. Và cái tánh không hai đó mới gọi là thật tánh của mình. Thì chỗ đó mới là cái chỗ mấy ông mới ở đó mà dựng lập tông phái. Còn nếu ông rời chỗ đó dựng lập tông phái là tà ma ngoại đạo. Thì những người này nghe và đều thấy đều làm lễ xin thờ Lục Tổ làm thầy. Đây chúng ta hôm nay thì học tới đây chúng ta nghỉ. Thì chắc là qua năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Giờ này thì đầu tháng 12, tháng giêng thì có lẽ là trong tháng đó chúng ta cũng chưa có học được. Ở đây thì theo lịch á, chúng tôi sẽ giảng ở Long Hương là cái ngày cuối tháng của tháng giêng là ngày 30 rồi. Thì vậy là mùng 7 tháng 2 chúng ta sẽ học lại ở đây. Tức là sau cái tuần trước thì giảng ở Long Hương, nhưng mà tuần kế, tuần cuối tháng thì giảng Long Hương, nhưng tuần đầu tháng là sẽ giảng ở đây. Thế nên là ngang đây chúng ta sẽ ngưng, tới mùng 7 tháng 2 chúng ta sẽ gặp lại. Thì nhân đây chúng tôi cũng thành tâm cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho cái đạo tràng chùa Phước Lâm này mỗi ngày được hưng thịnh ở mặt vật chất, tức là cơ sở vật chất chúng ta được đầy đủ để cho Phật tử có cái nơi tu học vững vàng, và hưng thịnh về mặt chánh pháp để nơi đây sẽ là cái nơi pháp vũ huy hoàng cho tất cả tăng ni và Phật tử các nơi về đây để tu học nữa, chứ không phải là bao nhiêu đây thôi. Và mong rằng đạo tâm của quý Phật tử luôn 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 vững, và trí tuệ quý vị luôn tỏa sáng, luôn vững tâm để tin chắc rằng Tam Bảo vẫn còn hưng thịnh và trường tồn ở trần gian này, và chánh pháp vẫn còn tỏa rạng ở đây, và luôn đủ trí tuệ để nhận định đúng chánh pháp để chúng ta sống mỗi ngày mỗi được lợi lạc. Và cái lợi lạc đó nó sẽ tỏa khắp ở cái nơi chúng ta sống và khắp muôn nơi. Khi chúng ta cần đem đến đâu thì nơi đó là được cái màu của chánh pháp đượm nhuần. Thì mong rằng cái mưa pháp được đượm nhuần ở nơi đây cũng như khắp tất cả các nơi khác. Và một lần nữa chúng tôi thành tâm cầu nguyện trên chư Phật thường gia hộ cho đạo tràng Phật tử chùa Phước Lâm ở đây, và tất cả những người có cái tâm chí thành tìm cầu Phật pháp này thì sớm đủ duyên lành để mà hội ngộ được Phật pháp cho chính bản thân mình. Và những người thân bằng quyến thuộc của quý vị nhân cái tâm thành kính tin Tam Bảo, nhân vì cái lòng thiết tha cầu đạo của mình mà được tăng trưởng phước thọ. Những người còn tại tiền thì nhân cái phước lành này được tăng phúc tăng thọ. Những người quá vãng thì nhân cái phúc lành này mà được siêu sanh về cảnh giới an lành. Cầu nguyện toàn thể quý vị cùng khắp pháp giới chúng sanh đều được luôn sống an lành trong ánh từ quan của chư Phật. Cầu nguyện quý vị khi trở về gia đình trong năm mới này thì toàn thể gia đình được sống đầm ấm hạnh phúc, trên thuận dưới hòa. Tất cả mọi việc làm ăn cũng đều được thuận lợi, phước đức được tăng trưởng để cái việc kinh tế chúng ta được vững vàng, thuận lợi tất cả mọi mặt trong cuộc sống, và luôn thuận lợi trong tất cả những cái hoài bão tu tập của mình, để rồi từng bước chúng ta gần gũi Phật pháp là từng bước chúng ta được an lạc, được giải thoát. Và cầu chúc quý vị trong năm mới thì quý vị có cái đời sống mới hoàn toàn. Bước qua năm mới thì chúng ta rũ sạch những cái tâm thức cũ,
để tâm thức chúng ta còn mới. Và năm mới là năm mà chúng ta, như hồi nãy chúng ta nói là phải xóa được tuổi tác cũ của mình, để chúng ta là một người được mới sinh ra với cái thời tiết mới, với tháng năm mới, với những ngày tháng và tiết xuân mới này, thì tâm hồn chúng ta thực sự là trong trắng, là mới mẻ hoàn toàn, để từng bước đi chúng ta đến cuộc đời này, từ đây mãi mãi về sau là từng bước, từng mới. Mỗi bước mỗi được trong sạch hóa chính bản thân mình, mỗi bước mỗi nở những hóa hoa sen đẹp dưới bàn chân mình, để làm đẹp cho cuộc đời này và làm đẹp xã hội. Mong rằng một lần nữa chư Phật sẽ chứng minh các vị và luôn gia hộ cho các vị luôn sống được an lành hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được rồi, quý vị đừng lễ, đứng dậy xá được rồi. Hay chúng ta chắp tay hồi hướng rồi nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền.